chương 61. Công khai. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm tư đình sắc mặt quả nhiên thay đổi, khí tức đều trở nên gấp rút. Hắn nắm chặt của nàng tay, lúc nào nhớ tới. Ngươi chớ khẩn trương. Đường tri nịnh an ủi hắn, trước đó một mực đứt quản, tựa như nhìn phim đen trắng đồng dạng. Bác sĩ nói qua vừa phải kích thích có lẽ sẽ nhường nàng nhớ tới cái gì, trong khoảng thời gian này, nàng một mực cùng với thẩm tư đình, ký ức một khi bị kích thích, tựa như hộp mở ra một cái miệng, có một số việc từng chút từng chút xuất hiện. Thẩm tư đình nhíu mày, tri nịnh, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, ta nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy ngươi tràn cảnh, nhớ tới đêm hôm đó, còn có ta phát hiện mang thai. Hắn tay vậy mà đổ mồ hôi, thật sự là thần kỳ. Nàng ngoái đầu lại, đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, ta nhớ tới mẹ ta đem an an vụng trộn đưa tiễn nàng sinh hạ an an ngày thứ hai ma ma liền đem an an đưa tiễn nàng điên cuồng đi tìm hài tử làm sao cũng tìm không thấy nàng quỳ trên mặt đất cầu mẹ của nàng đường tri nịnh ngươi là điên rồi sao ngươi muốn đem nhân sinh của mình hủy chưa lập gia đình sinh con ngươi về sau làm sao bây giờ ngươi còn có để hay không cho ta và ngươi ba ba sống đứa bé kia ta đã tặng người ta cũng không biết đưa cho nhà ai ngươi sẽ không còn tìm tới hắn. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nàng tính tình bướng bỉnh, đến cùng không hề từ bỏ. Ngày thứ năm thời điểm, nàng rốt cuộc tìm được tin tức. Nhưng khi nàng tại đi trên đường bởi vì sốt ruột không có chú ý cổ xe, băng qua đường lúc ra tai nạn xe cộ. Thẩm tư đình yết hầu trên dưới lăng lăng, cho tới nay, hắn liền ở vào trong mâu thuẫn, sợ nàng biết chân tướng, hai độ bị thương tổn. Ngươi ra tai nạn xe cộ sau, ngươi ma ma tìm được ta ta nhớ nàng hẳn là từ tống thanh chỗ đó biết đến nàng vẫn là thật lo lắng của ngươi đường tri nịnh lên tiếng bây giờ vật đổi sao dời an an lại tại bên cạnh nàng nàng đã có thế thản nhiên đối đãi chuyện này nàng có thể đem an an đưa đến bên cạnh ngươi cũng là nàng lớn nhất nhượng bộ lúc trước nếu không phải là bởi vì phát hiện lúc mang thai tháng quá lớn sinh non rủi ro quá lớn nàng nhất định sẽ làm cho ta đánh hài tử Thẩm Tư Đình hỏi. Ngươi lúc đó làm sao lại không có nghĩ qua tới tìm ta? Ai? Ta cái kia một mực không có quy luật, ba tháng không đến đều là chuyện thường. Chuyện ngày đó, ta lại sợ lại hoảng. Về sau vừa vặn lão sư giao cho ta công việc, ta liền quên. Chờ hơn ba tháng sau, ta mới phát hiện không thích hợp. Bác sĩ đề nghị ta không muốn sinh non. Thẩm Tư Đình nhẹ nhàng nắm cả đầu vai của nàng. Tư Đình, kỳ thật ta đi đi tìm của ngươi lúc nào ta biết mang thai sau bất quá khi đó công ty của các ngươi người nói ngươi không ở trong nước cách xa một bước hai người bỏ qua bốn năm thẩm tư đình nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy có chút hối hận đối nàng đến cùng thua thiệt nhiều lắm là lỗi của ta đường tri nịnh cười cười không phải đây là ông trời an bài đi làm việc tốt thường gian nan đúng nha như vậy ngươi bây giờ nguyện ý tiếp nhận cầu hôn của ta. Thẩm tư đình biến tiếp một bình thường xuất ra một chiếc nhẫn. Đường tri nịnh mộng, chúng ta đều kết hôn, ngươi còn cầu hôn. Trong sáng dưới ánh trăng, thẩm tư đình quỳ một chân trên đất, thanh tuyển khắp khuôn mặt là ôm nhu. Cách đó không xa bầu trời đêm, đột nhiên giấy lên một mảnh pháo hoa, ngũ thải ban lan sắc thái bên trong viết hai cái tiếng Anh. ST là bọn hắn dòng họ viết tắt điện tử pháo hoa thả 6 phút, có thể so với Disney pháo hoa tiệc tối. Lúc này sân trường, cũng sôi trào. Kỳ thật, đường tri nịnh ở sâu trong nội tâm vẫn rất có thiếu nữ tâm. Chỉ là bởi vì sinh hoạt cùng hiện thực, không để cho nàng đến không từ bỏ những cái kia ảo tưởng. Bây giờ, thẩm tư đình lại có thể vì nàng làm được như vậy. Nàng vương tay, thẩm tư đình, ngươi đạo văn ta sáng ý. Đây là 18 tuổi năm đó, bên trong tình tiết, nam chính mang theo nữ chính về tới sân trường xuất ra chiếc nhẫn hướng nữ chính cầu hôn thẩm tư đình vì nàng đeo lên chiếc nhẫn vốn định mang an an tới về sau ngẫm lại hai người chúng ta sự tình cũng không cần kỳ đà cản mũi về nhà giữ bí mật không phải nếu là hắn biết khẳng định lại muốn thì thầm thẩm tư đình nắm của nàng tay còn đi dạo không đi dạo về nhà nàng hì hì cười một tiếng ta nghĩ an an Ngày thứ hai, đường tri nịnh trường học của diễn đàn xuất hiện một đầu bài đăng, bài đăng nhiệt độ thẳng lên. Thao trường cầu hôn Tin tức mới nhất tối hôm qua pháo hoa là thời gian tổng tài thẩm tư đình hướng bạn gái cầu hôn. Tương lai thẩm thái thái là chúng ta học tỷ. a à, thật giả. Quá lãng mạn. Tối hôm qua tại thao trường chạy bộ, ta vừa hay nhìn thấy một đôi tình lữ, có vẻ như đang cầu xin cưới. Ta chụp hình ở trên lầu tiểu tiên nữ cầu phát ảnh chụp là cao thanh hở nhìn thiếp hồi thiếp người càng đến càng nhiều trên lầu người rốt cục phát ảnh chụp đen như vậy lâu chủ ngươi hẳn là thay cái điện thoại di động trong mơ hồ lờ mờ có thể nhìn thấy hạnh phúc nha là tình yêu hương vị rất ngọt đến cùng là vị nào học tỷ chung cực thẩm gia thái tử gia cực kỳ tin tức mới học tỷ gọi đường tri nịnh ta biết chúng ta chuyên nghiệp năm đó viện hoa, học bá một viên, về sau đi nước Mỹ New York Đại học học nghiên. Đường tri nịnh căn bản không biết mình đã tại diễn đàn phát hỏa, nàng ngay tại quán cà phê, chuẩn bị mở ra viết kịch bản, thẳng đến hứa châu cho nàng gọi điện thoại tới. Sư huynh, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Ta vừa lấy được tin tức, có người ở trường học diễn đàn phát của ngươi bài đăng. Hứa châu cao mày, hắn đang xem bài đăng, ngay từ đầu bài đăng thảo luận cũng không có vấn đề gì. Đại khái là bài đăng quá lửa, cũng có người bắt đầu loạn phát. Ta đi xem hạ. Hứa châu nhìn xem cái kia mấy đầu bình luận, trực giác có người nghĩ hát đường tri nịnh. Ngươi gần nhất đắc tội người nào sao? Không có A. Đường tri nịnh nghi hoặc. Ngươi trước nhìn xem bài đăng, quay đầu tìm Moderato, xóa tô topic đi. Đường tri nịnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng tìm được bài đăng nhanh chóng xem tờ thứ nhất còn tốt mọi người chỉ là luận sự chờ đến trang thứ hai nàng rốt cuộc biết hứa châu vì cái gì gọi cú điện thoại này đường tri nịnh đại tam tạm nghỉ học nửa học kỳ nghe nói sinh con đi dựa vào hài tử thượng vị có cái gì thật hâm mộ thẩm tư đình năm đó thế nhưng là có bạn gái đường tri nịnh tiểu tam thượng vị mà thôi trên lầu có chứng cứ sao nói chuyện cần phải chịu trách nhiệm cẩn thận dựa vào ngươi phỉ bán. Thẩm tư đình lúc đầu bạn gái là địa sản ông trùng trần gia nữ nhi, trần tư hiện tại là người dẫn chương trình. Thẩm gia trần gia điệu thấp, hào môn những chuyện kia, ngoại nhân biết bao nhiêu. Vậy làm sao ngươi biết? Nghe bằng hữu nói. Có người vung ra một tấm hình, chính là đường tri nịnh cùng an an tại sân bay bị người qua đường vỗ xuống tấm kia. Ăn dưa quần chúng xôn xao. Hài tử đều lớn như vậy sao? này 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 dư có chút khó ăn hại đánh mặt ta hâm mộ cái quỷ a rác rưởi thật sự là ít đại sĩ nhục khó trách nàng có thế cùng triệu kiện đạo diễn hợp tác có thể làm chúng ta này người nhà biên kịch nguyên lai like, tưởng rằng là dựa vào thực lực nguyên lai like là nhờ chỗ dựa a hại đừng tri nịnh hít sâu một hơi sư huynh ta quay đầu lại cùng ngươi liên hệ tri nịnh đừng quá để ý ta biết cúp điện thoại, đường tri nịnh tay đều đang phát rung. Ba người thành hổ cố sự, nàng cũng biết. Tiếp tục như thế, sợ là biên kịch vòng người đều muốn hiểu lầm nàng. Nàng đắc tội người nào? Không ai a. À. Đường tri nịnh thâm giao bằng hữu không nhiều, nhưng là ngày thường thiện chí giúp người, cũng là không tranh không đoạt, ở trường học đều không có đắc tội với người. Nàng vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, người biết chuyện này cũng không nhiều mà lại tống thanh đã hồi xê thị một lát sau điện thoại di động của nàng lại vang lên lúc này là hứa lạc lạc mở ra điện thoại tri nịnh ngươi chuyện gì xảy ra a à, đều bị hắt thành người châu phi ngươi cũng nhìn thấy đúng vậy a à, ta những bằng hữu kia a à. show phát đến nhóm bên trong yên tâm ta đã mắng quá các nàng những người này đều là nhàn hoãn ghen ghét đường tri nịnh làm thẩm thái thái chứ sao không có chuyện gì. Việc quan hệ danh dự. Ngươi tranh thủ thời gian giải quyết. Để ngươi lão công ra mặt, bắt được phía sau tiểu nhân, phong sát. Ngươi ở đâu? Phòng rửa tay. Ta vụng trộn cho ngươi gọi điện thoại. Trường quay bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bất quá, Trần Tư trở về, ngươi cẩn thận, nàng rất lợi hại. Tối hôm qua ta đã gặp qua nàng. Hứa lạc lạc nhịn không được lòng hiếu kỳ thế nào tài trí xinh đẹp rất tốt hừ trần tư thế nhưng là chúng ta vòng hạng nhất viện năm đó ta bà bà trong lòng tốt nhất con dâu nhân tuyển hứa lạc lạc lời này thật sự là chua đường tri nịnh đều ngửi thấy hương vị ngươi tranh thủ thời gian xử lý việc này được nhanh điểm giải quyết cám ơn ngươi đường tri nịnh cúp điện thoại nổi lên làm sao hồi phục bài đăng dù sao muốn từ căn nguyên giải quyết đây đều là người nào a à, tâm cũng đặc biệt đen nàng nhìn xem điện thoại ngẫm lại muốn hay không cho thẩm tư đình gọi điện thoại ngay tại nàng do dự ở giữa thẩm tư đình gọi điện thoại tới tri nịnh thẩm tư đình nhìn thấy bài đăng nội dung rất tức tối sắc mặt dọa người ngươi thấy bài đăng rồi đường tri nịnh hỏi đúng thế ngươi không cần lo lắng ta đã để cho người ta đi xử lý tư đình Người bên ngoài nhất định cho là ta không học tốt, là ta câu dẫn ngươi, tuổi còn nhỏ, chưa lập gia đình sinh con." Nàng Vân Đạm Phong khinh nói. Lời đồn có thể nói, bao nhiêu người bởi vì lời đồn mà chết. Thẩm Tư Đình biết nàng đang nói giỡn, cũng thở dài một hơi. "Tư Đình, tháng sau chúng ta trường học cũ 90 tròn năm, đến lúc đó chúng ta mang an an cùng đi." Hâm mộ chết bọn hắn. "Tốt." Hắn ôn nhu nói ta đã nhường A nhụy tại ức quan ủy bộ chính thức bên trên phát tuyên bố, mặt khác tung tin đồn nhảm người ngay tại truy tra. Rốt cuộc là ai? Thẩm tư đình cảm thấy hẳn là tri nịnh là bị dính líu tới hắn. Người đố kỵ ngươi. Ngươi ở đâu? Ta nhường chu trợ lý đi đón ngươi. Đường tri nịnh nghĩ nghĩ, không cần, ta còn phải viết kịch bản. Tốt. Có cái gì gọi điện thoại cho ta? Không bao lâu, đường tri nịnh liền thấy ức quan phát ra tuyên bố thẩm tư đình tiên sinh tuyên bố tri nịnh cùng ta đã ở xê thị lĩnh chứng kết hôn cảm tạ các giới quan tâm người nhà của ta đều thích vô cùng thê tử của ta đương nhiên ta cũng rất yêu ta thê tử gặp nhau không dễ cứ sau công việc của chúng ta như thường lệ nàng rất điệu thấp cũng phi thường cố gắng nhận biết đến nay nàng kiểu gì cũng sẽ cho ta rất nhiều kinh hỉ mấy ngày trước đây ta cũng mới từ trong miệng người khác biết được nàng là oscar đề danh phim hắc ám thời khắc biên kịch ân ta rất kiêu ngạo tương lai ta sẽ hết sức ủng hộ thê tử của ta tri nịnh tiên sinh thẩm tư đình dâng lên rất nhanh đoạn văn này bị người chuyển đến đầu kia bài đăng có người khác hạ tràng trả lời ghen ghét khiến người xấu xí cảm giác được có người cố ý tại mang tiết tấu đừng tri nịnh cái này lý lịch ở trong nước cùng triệu đạo hợp tác lại như thế nào người ta có vốn lý này được không tản đi đi học tập cho giỏi cố gắng như vậy người ta cũng thích oscar phim biên kịch nàng chưa từng có đề cập qua có thể thấy được người ta rất điệu thấp này lý lịch quá mạnh hắc ám thời khắc ta xem qua siêu tuyệt ta vừa đi ra hẳn là nàng lúc ấy dùng chính là anh quốc tên linh đường tri nịnh thật sự là nhân sinh bên thắng lão công có tiền có nhang nhi tử lại soái lại manh mấu chốt vẫn là chân ái thẩm tư đình đương nhiên sẽ không đem hai người chuyện năm đó công bố ra hắn chỉ cần nhường mọi người biết hắn yêu đường tri nịnh là được trọng yếu nhất chính là nhường những cái kia ở sau lưng thao tác người biết dám động đường tri nịnh liền là đối địch với hắn đường tri nịnh chưa từng có nghĩ tới lộ ra ánh sáng nàng tại nước mỹ sự tình bây giờ tiểu mã giáp cũng bị lột sạch. Nàng nhìn xem đoạn văn này, đây là hắn yêu thổ lộ. Không giống như là A nhụy phong cách A, nàng nghiêm túc nhìn ba lần, không tự giác cười lại cười. Nàng cho thẩm tư đình phát một đầu uy chát. Lão công, yêu ngươi, tâm, tác giả có lời muốn nói. Ngày nghỉ cứ như vậy đi qua, chờ Tết Nguyên đáng ngày nghỉ nha. Chương 62 Tốt tiên sinh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 62 thẩm tư đình là tại nửa giờ sau nhìn thấy cái tin này hắn nhìn một lúc lâu ngay tại báo cáo công tác chu trợ lý rất có nhãn lực ngừng lại nhìn lão bản này ánh mắt ôm nhu hắn cũng biết lão bản đang nhìn ai tin tức chu lăng ngươi nói tiếp thẩm tư đình để điện thoại di động xuống lông mi ôm nhu trong nháy mắt bị lăng lệ thay thế địa chỉ ip là bê thị Ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tra được là từ tinh hà vườn phát ra tới. Ở tại tinh hà vườn minh tinh rất nhiều, cái này đúng dịp. Nguyên lai tưởng rằng việc này là hướng về phía thẩm tư đình tới, dù sao đường tri nịnh vừa về nước phát triển không lâu, sẽ không như thế nhanh gây thù hằn. Tiếp tục tra. Trên mạng liên quan tới tri nịnh sự tình đều xóa. Chu trợ lý gật gật đầu, phu nhân thân phận một lộ ra ánh sáng ngược lại là có người muốn tìm ngài cùng phu nhân đi tham gia chương trình giải trí tiết mục. Thẩm tư đình câu một chút khóe miệng, quên đi, nàng không thích lộ ra ánh sáng. Bởi vì đầu này bài đăng, đừng tri nịnh thẩm gia nàng dâu thân phận triệt để bộc quan. Trong vòng giải trí nhân sĩ cơ hồ đều biết thẩm tư đình kết hôn sinh con, cũng coi như minh bạch, vị này tổng tài những năm này không có hoa bên tin tức nguyên nhân. Thật sự là khó gặp một lần tốt tiên sinh ăn dưa dân mạng trong nháy mắt đối vị này tốt tiên sinh sinh ra hiếu kỳ. Dĩ vãng, thẩm tư đình điệu thấp, tăng thêm bá đạo, không có cái gì tạp chí dám tùy ý tuyên bố hắn tin tức. Nhưng là ai nghĩ đến lần này ức quan sẽ trực tiếp công khai tuyên bố, cùng nói là tuyên bố, cũng có một chút thổ lộ hương vị. Ăn dưa đại chúng phản phất tại nhìn thần tượng kịch bình thường, ngọt, thật ngọt. Nếu không phải thẩm thị xuất thủ áp chế tin tức, sợ là thẩm tư đình kết hôn tin tức hôm nay cũng phải trở thành hot sức. Nhưng là không ngại nên các đại đoàn làm phim thảo luận việc này, nhất là chúng ta này người nhà. Mấy vị lão hí cốt lúc nghỉ ngơi nghe được tuổi trẻ diễn viên đang nói việc này, Hiếu Kỳ hỏi một câu, đây thật là chúng ta biên kịch tiểu đường A. Đúng thế. Trần Lão Sư, xác định. Đường Lão Sư Nhi Tử đều hơn 3 tuổi. dáng dấp có thế manh mấy vị lão hí cốt trước đó cũng cùng đường tri nịnh từng có tiếp xúc tổng thể ấn tượng đại khái chính là rất có tài hoa một cái tiểu cô nương thật sự là vô thanh vô tức làm đại sự a à. dịch thần chụp xong hí tiểu trợ lý cầm trên cốc nước trước muốn nói lại thôi một bộ kìm nén đến khó chịu bộ dáng dịch thần uống một hớp nước ngươi nếu là không dễ chịu đi nghỉ ngơi đi tiểu trợ lý nhỏ giọng nói thần ca hôm nay có cái đại dưa ta thật sự là có mắt không trồng đường tri nịnh nguyên lai đã kết hôn rồi ờ có đúng không hắn một bộ nhàn nhạc bộ dáng ngươi không biết a à, nói ra hù chết ngươi đường tri nịnh lão công là thẩm tư đình lại là thẩm tư đình mà lại a à, con của bọn hắn đều hơn 3 tuổi ngươi nói còn thần kỳ hào môn gia đình giữ bí mật công việc thật tốt dịch thần không nói chuyện tiểu trợ lý thật sâu cảm thán ta hiện tại biết đường tri nịnh vì cái gì đối ngươi tốt như vậy vì cái gì nàng là ức quan lão bản nương tự nhiên là muốn đào ngươi tiểu trợ lý mài mài răng trên đời này nào có người vô duyên vô cớ đối ngươi tốt dịch thần cười khẽ đem cốc nước nhét hồi trong tay hắn ta tạm thời sẽ không ký ức quan ngươi ngược lại là có thể suy tính một chút tiểu trợ lý lập tức nghiêm túc nói ta liền theo ngươi nhà ai công ty đều không đi nếu như không phải dịch thần hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa ngươi cũng biết ta kế hoạch tiếp theo vậy ta cùng ngươi quá khứ dù sao cũng phải có người chiếu cố của ngươi sinh hoạt đi tiểu hiền chúng ta là công việc đồng bạn ngươi không phải ta người giúp việc a à. thần ca ta mặc kệ ta liền muốn đi theo ngươi dịch thần biết lại nói vô ý giúp ta lại rót điểm nước ấm Tri nịnh buổi trưa cho hắn phát một đầu tin tức, đường cha đường mẫu đã đến bê thị muốn gặp hắn. Hắn đã định ra trời tối ngày mai gặp mặt, hắn sắc mặt bình tĩnh, đại khái là những năm này kinh khó khăn trắc trở quá nhiều, nếm qua rất nhiều khổ, tâm tính tự nhiên mà vậy bình hòa. Ngày thứ hai chạng vạn tối, đường tri nịnh đi nhà trẻ tiếp đi thẩm ức an. Thẩm ức an biết đêm nay muốn đi hắn dịch thần cửu cửu, còn có ông ngoại bà ngoại, hắn dựa sát vào nhau trên người đường tri nịnh, Mama, ngươi đang khẩn trương. Không có A. À. Gạt người. Trước kia tan học, Mama cũng sẽ cùng ta nói rất nói nhiều, hôm nay ngươi có chút thiếu ở. Đường tri nịnh hô một hơi, Mama là có chút khẩn trương, không biết một hồi nên nói cái gì. Thẩm ức An nghĩ nghĩ, Mama, ngươi không cần khẩn trương, có ta cùng ba ba ở đây. Đường tri nịnh ôm lấy hắn, đúng vậy, nàng cũng không tiếp tục là cô đơn một người xuống xe nàng nắm thẩm ức an tay từng bước một đi tới cửa bao sương thẩm ức an hỏi là căn này sao đường tri nịnh lên tiếng thẩm ức an đưa tay dùng sức đẩy cửa ra cửa gỗ từ từ mở ra bên trong ba người đã sớm tới không biết bọn hắn nói bao nhiêu đường mẫu vành mắt đỏ bừng hiển nhiên là khóc qua tri nịnh tới a đường cha gấp rút cục đứng dậy đường tri nịnh cong một vòng dáng tươi cười cha mẹ nàng nhìn về phía dịch thần nhẹ nhàng kêu một tiếng ca thẩm ức an từng cái nhìn xem trước mặt ba vị hắn lại kéo một chút đường tri nịnh tay dịch thần cười sắc mặt so vừa vặn rất nhiều đường mẫu nhìn xem thẩm ức an trong lòng chắc 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 năm đó đứa bé đều lớn như vậy đường cha xoa xoa tay an an ra ngoài công nơi này nhìn đường tri nịnh vỗ vỗ vai của hắn đi thôi đường cha nhìn xem tiểu ngoại tôn làm một chút cười một tiếng đều dài như thế cao ta nghe nói ngươi hồi trước còn cầm tiếng anh tranh tài giải đặc biệt thật sự là lợi hại cùng ngươi ma ma đồng dạng thông minh thẩm ức an lễ phép nói ra ông ngoại bà ngoại tốt cửu cửu tốt có tiểu gia hỏa tại bi thương bầu không khí trong nháy mắt thay đổi tốt hơn dịch thần đưa tay an an thẩm ức an hào phóng đi qua nắm chặt hắn tay cửu cửu. Dịch thần đem hắn ôm đến trên đùi của mình, tiểu thái tử rất ít như vậy ngồi tại đại nhân trên đùi, lập tức thân thể căng cứng. Dịch thần cũng phát giác đạo đến, ba ba ngươi đâu. Ba ba buổi chiều muốn họp, hắn từ năm điểm mới có thể từ công ty tới. Dịch thần thay hắn thoát áo khoác, đường tri nịnh nhận lấy. Hai người ăn ý tựa như là trời sinh bình thường. Thẩm ức an nhìn xem dịch thần, cửu cửu, ngươi cùng ta ma ma dáng dấp không phải rất giống bởi vì chúng ta là dị trứng long phượng thai đường mẫu đột nhiên mở miệng kỳ thật cửu cửu ngươi cùng ngươi ma ma cái mũi rất giống thẩm ức an tinh tế xem xét nhìn như vậy là giống kỳ thật ngươi ma ma cùng cửu cửu ngươi khi còn bé là rất giống chỉ là càng dài càng không giống các thân thích đều nói cửu cửu ngươi giống ta ngươi ma ma giống ngươi ông ngoại qua nhiều năm như vậy đường tri nịnh còn là lần đầu tiên gặp nàng ma ma như vậy ôm nhu. Nàng bưng lên trước mặt cốc nước, uống một hớp nước, bình phục lại trong lòng gợn sóng. Đường mẫu nhìn về phía đường tri nịnh, miệng bên trong động lại động. Tri nịnh, bây giờ ngươi cùng ngươi ca ca đều tại bê thị, chúng ta cũng yên tâm. Đường cha phụ họa, liền là A, về sau các ngươi huynh muội muốn lẫn nhau giúp đỡ. Đường tri nịnh nhàn nhạt cười một tiếng, đường mẫu thở dài một hơi nhìn xem dịch thần tri lâm chờ ngươi có thời gian hồi một chuyến xe thị đi gặp ngươi một chút da da nải nải còn có ông ngoại bà ngoại bọn hắn cũng rất muốn ngươi dịch thần nhẹ gật đầu tốt đường cha cùng đường mẫu trong lòng đối với hắn năm đó bị lừa bán tức giận không thôi nhưng bây giờ nhìn xem nhi tử còn sống bọn hắn chỉ có thể nhịn nhiều năm không thấy cho dù là thân sinh nhi tử đến cùng là xa cách đường mẫu trong lòng càng là không cam lòng còn có ngươi thân phận dịch thần cũng không để ý tạm thời không thay đổi đường cha có thế ngươi là đường gia hài tử dịch thần liễm liễm thần sắc họ gì đều là không quan trọng chúng ta còn có thể nhận nhau đã rất khá đây là đã cảm tạ tri nịnh đường tri nịnh cười cười không phải công lao của ta là tư đình nhắc tào tháo tào tháo đến Thẩm Tư Đình sau khi đi vào, lễ phép cùng đường cha đường mẫu chào hỏi, khách khí cấp bậc lễ nghĩa đều đến, chỉ là thân mật không thấy. Dịch thần cùng hắn nắm chắc tay, hai ngày này ngươi bận rộn. Yên tâm, tôn tép nhảy nhép thủ đoạn. Thẩm Tư Đình trả lời. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, nghề này nghiệp nhìn không thấy địa phương, cái gì chuyện xấu xa đều có thể phát thành. Lần này gặp mặt sau, hết thảy đều viên mãn đường tri nịnh cảm giác tháo xuống ngàn cân gánh cáo biệt lúc đường mẫu mặt mũi tràn đầy không bỏ lôi kéo dịch thần tay có rất rất nhiều mà nói muốn nói thẩm tư đình ôm ngủ gật thẩm ức an đường tri nịnh đứng tại bên cạnh hắn hai người thấp giọng thì thầm dịch thần nhìn một chút đường tri nịnh tri nịnh an an muốn ngủ ngươi cùng tư đình đi về trước đi một hồi ta đưa cha mẹ hồi khách sạn đường tri nịnh gật gật đầu cha mẹ ta đi về trước các ngươi cũng chú ý an toàn." Đường cha đường mẫu gật gật đầu. Dịch thần nhìn hắn cha mẹ ruột, cũng biết bọn hắn những năm này không dễ dàng. "Cha mẹ, ta mất đi việc này, không thể trách tri nịnh." Nàng cũng bất quá là năm tuổi tiểu hài. Đường mẫu sắc mặt có chút khó coi, nàng trầm mặt một lát, "Là lỗi của chúng ta." Thế nhưng là, có chút sai lầm đã không có sửa lại cơ hội. Nàng sớm đã đem nữ nhi đẩy đến càng ngày càng xa cả đời này có lẽ đều không có cơ hội lại tu luyện lại tình mẹ con dịch thần hiểu rõ ta trước đưa các ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi đường mẫu nguyên bản không nghĩ hắn đưa bọn hắn trở về có thế lại muốn cùng nhi tử nhiều ở chung một hồi liền lên xe của hắn hai người tiến thang máy đường tri nịnh căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng nàng thở nhẹ thở ra một hơi thẩm tư đình nói ta nhìn ngươi ca ca xử lý tỉnh táo vô cùng đường tri nịnh nghiêng đầu, ân, hoàn cảnh lớn lên tạo thành đi. Ánh mắt của nàng rơi vào an an trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn hôm nay làm sao khốn thành dạng này. Lần này chính điểm không đến. Thẩm tư đình cẩn thận từng ly từng tí nâng cái đầu nhỏ của hắn, đoán chừng buổi trưa không ngủ. Đường tri nịnh. Ngày mai ta muốn cùng lão sư nói, nhưng hắn cùng tiểu thiết đổi giường ngủ. Thẩm tư đình. Ta cũng tán thành một năm này mùa thu so với trước năm còn lạnh hơn rất nhiều. Gió thu đảo qua, lá cây đều rơi vào trên mặt đất. Xe một đường chạy tới gần viện tử. Ngày mai là cuối tuần, hai người liền đến vùng ngoại ô biệt thự đến hai đêm. Xuống xe, đường tri nịnh cảm giác được lạnh ý. Thật là lạnh. Nàng một mực không quen mùa đông phương Bắc, quá lạnh. Thẩm tư đình nói. Chờ mấy ngày nữa không vội, chúng ta đi phương Nam ở đoạn thời gian ta ngược lại thật ra có thể ngươi đi không được a à. thời gian là có thể gạt ra huống chi cũng nên nhường tư ích lịch luyện một chút đường tri nịnh biết thẩm gia là hắn công công cùng thẩm tư đình chủ sự thẩm tư ích vai trò nhân vật liền là sống phóng túng tiểu thiếu gia thẩm tư đình nói tư ích cũng chơi chán cũng nên buộc hắn một thanh đường tri nịnh cười hai ngày trước tư ích đi tìm ta vì hắn cái kia bạn gái nhỏ sự tình ta nhìn hắn lần này rất nghiêm túc kiên trì ba tháng rồi nói sau ức quan thật không định ký hứa tin nàng ngược lại là cảm thấy hứa tin rất có linh khí mặc dù cũng rất tinh minh bất quá cô gái thông minh mới có thể đi càng xa thành đoàn về sau cũng sẽ riêng phần mình phát triển đường tri nịnh nghe được hắn bên ngoài chi ý hai người đạo tiếng gia môn thẩm ức an cũng tỉnh hắn này ngủ một đường đoán chừng buổi tối muốn mất ngủ. Quả nhiên, chờ thẩm tư đình dẫn hắn tắm rửa xong, tiểu gia hỏa tinh thần càng phát ra tốt. Đường tri nịnh ở phòng khách nhìn tin tức, hai ngày này tìm nàng quá nhiều người, tin tức cũng không kịp nhìn. Hơn 7 điểm lúc, hứa lạc lạc cho nàng phát bốn mươi mấy đầu tin tức, nàng tranh thủ thời gian ấn mở. Tri nịnh, có ngăn vợ chồng ngăn chương trình giải trí tiết mục mời ta đi bên kia tự hồ đối với ngươi cũng rất có hứng thú nếu không hai chúng ta cùng đi chứ đường tri nịnh không muốn đi nàng cũng không phải minh tinh đi tham gia tiết mục gì ta không thích hợp đi ta không phải diễn viên cũng không phải ca sĩ hứa lạc lạc dây hồi không cần gấp gáp hiện tại rất nhiều tố người cũng sẽ tham gia mấu chốt là lão công ngươi a à, đường tri nịnh cao mày thẩm tư đình cũng sẽ không thích xuất đầu lộ diện vừa vặn thẩm tư đình ôm thẩm ức an ra đường tri nịnh thấy trùng khăn tắm thẩm ức an, đưa di động phóng tới một bên. Nàng cầm qua kem dưỡng da, giúp thẩm ức an bôi. Thẩm tư đình lại đứng dậy đi nóng lên sữa bò. Thẩm ức an trên thân chỉ mặc đầu quần lót, toàn thân tuyết trắng, hắn dơ lên bàn chân nhỏ, phối hợp với đường tri nịnh. Kỳ thật hắn tương đương hưởng thụ dạng này xoa bóp. Một lát sau, thẩm tư đình trở về, gặp lau sạch một nửa, vỗ vỗ da của hắn, trên đùi chính mình xóa đi thẩm ức an nháy mắt mấy cái mềm mềm kêu một tiếng ma ma đường tri nịnh nói không có việc gì ta tới đi thẩm tư đình nhắc nhở thẩm ức an ngươi nhanh bốn tuổi thẩm ức an bốn tuổi cũng là tiểu hài đường tri nịnh cười đúng vĩnh viễn là ma ma trong lòng bảo lời này còn rất buồn nôn thẩm tư đình thấy được điện thoại di động của nàng hắn thị lực vô cùng tốt, quét đến trên màn hình danh tự. Vũ trụ Mỹ thiếu nữ rơi. Nàng thật sự là sẽ dám lấy tên. Ảnh chân dung chính là hứa lạc lạc. Đường tri nịnh cười, đúng là Mỹ thiếu nữ. Nàng lúc này diễn 17 tuổi thiếu nữ, tuyệt không không hài hòa. Nàng muốn tham gia chương trình giải trí. Là vợ chồng ngăn chương trình giải trí. Thẩm Tư Đình nói. Đồng Trạch Giai cũng tham gia hứa lạc lạc tham gia mà nói hắn hẳn là sẽ tham gia ngược lại không giống đồng trạch giai phong cách ngươi đây ngươi có muốn hay không tham gia đường tri nịnh liền vội vàng lắc đầu ta không quen thẩm ức an một bên uống vào sữa bò một bên nghe bọn hắn hắn chậm rãi cầm xuống bình sữa ma ma có thể mang ta đi tham gia tiết mục đường tri nịnh cười giống như đều là ba ba mang hài tử đi tham gia Thẩm ức an nhún vai, ba ba, ngươi có thể khai phát một ngăn mới tiếp mục, nhường ma ma mang ta đi du lịch. Hắn nhìn thoáng qua đường tri nịnh, tuần trăng mật mà nói ngươi muốn đi nơi nào. Tác giả có lời muốn nói. Thật có lỗi thật có lỗi ngày nghỉ sau đi làm, tình trạng của ta đều làm rối loạn. Mặt khác, rút thưởng danh sách ra 1.321.7969 vạn điểm đỏ 18298050 gạo nếp viên ủy bộ đem địa chỉ tư tin ta cảm tạ các vị ủng hộ. Chương 63 Tình địch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 63 đường tri nịnh căn bản không nghĩ tới tuần trăng mật sự tình, trong tay công việc một hạng tiếp lấy một hạng, tuần trăng mật không tại kế hoạch của nàng Phạm Vi bên trong nhưng lúc này thẩm tư đình đều nhấc lên nàng nghĩ nghĩ nếu không kết hôn cùng tuần trăng mật cùng nhau dù sao đều tại trên hải đảo chúng ta nghĩ cái nghĩ dài hạn thẩm tư đình còn không biết nàng sao tốt ngươi muốn thế nào được thế nấy thẩm ức ăn uống xong sữa bò vậy các ngươi cân nhắc qua ta sao thẩm tư đình nói thẳng không có nào có tuần trăng mật mang tiểu bằng hữu huống chi ngươi còn muốn đi học Thẩm ức an một đôi mắt đen lóe nghi hoặc, khi đó cũng nhanh nghĩ đông. Ma ma, ngươi nói có đúng hay không? Đường tri nịnh ngược lại là quen thuộc đi cái nào mang theo thẩm ức an, nghĩ thầm tuần trăng mật mang theo hắn cũng không sao chứ. Thẩm tư đình nói. Nghĩ đông anh quốc bên kia có chương trình học an bài, giáo sư cho ngươi đi qua một chuyến. Thẩm ức an một mặt dấu chấm hỏi. Đường tri nịnh cũng thế, trước đó làm sao không nghe ngươi nhắc qua a? À? Thẩm Tư Đình chậm rãi nói. Nhà trẻ chương trình học dù sao không thích hợp an an, vừa vặn trước mấy ngày hắn tại Anh Quốc giáo sư cùng ta liên hệ một chút, bên kia tháng 1 có chương trình học. Ta suy nghĩ một chút vẫn là để hắn quá khứ. Cái kia lại không là An An không thể ở nhà qua Tết. Ăn Tết mấy ngày nay hắn có thể trở về. Thẩm Tư Đình nói. Ta khi còn bé cũng là đọc ký túc trường học. Đường tri nịnh có thế nàng cùng nhi tử vừa mới nhận nhau a à, nàng không nở, hắn còn nhỏ đâu. Nếu không chúng ta đi Anh quốc tuần trăng mật, ta còn không có đi qua Anh quốc đâu. Thẩm ức an giơ tay lên, tốt lắm. Ta đồng ý. Đường tri nịnh mong đợi nhìn xem thẩm tư đình, nàng cảm thấy đề nghị này thật cực kỳ tốt. Tư đình, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm tư đình lập tức không lời có thể nói. Ngươi muốn đến thì đến đi thẩm ức an một mặt được như ý tiểu biểu lộ. Quá tốt rồi. Đây chính là ba ba ma ma theo giúp ta đi học. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, đường tri nịnh một bên vội vàng viết 18 tuổi kịch bản, một bên vội vàng hôn lễ sự tình. Kỳ thật nàng cũng không có gì phải bận rộn, hôn lễ sự tình đều có thẩm tư đình chuẩn bị, còn có thẩm mẫu hỗ trợ. Đại khái nàng là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, bà bà đối nàng như là con gái ruột bình thường, mọi thứ đều là thay nàng dự định. Có lẽ liền là lên trời đối nàng một loại khác đền bù đi, nàng và thân sinh phụ mẫu duyên cạn, cùng bà bà ngược lại là duyên sâu. Trung tuần tháng 12, hứa lạc lạc hơ khô thẻ tre. Nàng ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, lập tức bồi tiếp đường tri nịnh đi thử áo cưới. Áo cưới là trong nước trứ danh nhà thiết kế cao hi hi thiết kế, đường tri nịnh rất thích. Hứa lạc lạc si ngốc nhìn xem nàng, đây cũng quá đẹp. Tri nịnh, ta hiện tại rốt cuộc biết thẩm tư đình vì cái gì không phải ngươi không thể. Đường tri nịnh cười. Mỗi cái nữ hài tử mặc vào áo cưới đều là đẹp nhất. Hứa lạc lạc cảm khái, cao hi hi liền là cao hi hi, này áo cưới thật sự là quá đẹp. Ta thật sự là hâm mộ ngươi. Đường tri nịnh chần chờ hỏi. Ngươi cùng đồng trạch giai hôn lễ là dạng gì? Hứa lạc lạc khóe miệng nhẹ cười, chúng ta lúc ấy quá vội vàng, ta không phải mang thai sao, hai bên đều gấp căn bản không có thời gian để cho ta chuẩn bị cẩn thận hôn lễ lời của nàng không khỏi có chút thất vọng tốt ngươi xem một chút thân eo lớn nhỏ có cần hay không đổi đường tri nịnh đi vài bước cảm giác cũng không tệ lắm không có vấn đề gì hứa lạc lạc nhìn hai bên một chút đường tri nịnh vóc người đẹp cái kia eo nhỏ nơi nào nhìn ra được nàng sinh qua hài tử thẩm tư đình thật sự là tìm tới bảo bối nàng hỏi ngươi nhà thẩm tư đình đâu? Hắn làm sao không đến ngươi? Công ty gần nhất nhiều chuyện, ta nhường hắn không nên tới. Ngươi ngược lại là quan tâm hắn. Bất quá, nam nhân không thể quen. Lần trước ngươi nói đi tham gia chương trình giải trí tiết mục, định ra tới sao? Hứa lạc lạc quệt quệt khóe môi, đồng trạch dai không chịu đi. Đường tri nịnh không tiếp tục hỏi. Hứa lạc lạc uống một ngụm hồng trà, hắn nói không nghĩ bại lộ sinh hoạt cá nhân, ta nhìn chưa hẳn. Đường truy nịnh ẩn ẩn cảm thấy hứa lạc lạc tự hồ có chút không vui. Các ngươi cãi nhau. Hứa lạc lạc á một tiếng, truy nịnh, ta cảm thấy ngươi là đúng. Nữ nhân nhất định phải có sự nghiệp của mình, mặc kệ làm cái gì. Lạc lạc, ngươi thế nào? Lần này ta đi quay phim có cảm đi. Nàng kết hôn sớm, sinh con sớm, mặc dù sinh nhi tử, nhà chồng đến cùng có chút chướng mắt nàng. Về sau ta mới mặc kệ ta bà bà ý nghĩ, gặp được thích hợp hí, ta liền đi chụp. Vạn nhất về sau, ta cùng đồng trạch giai ly hôn, ta chí ít còn có nuôi sống công việc của mình đi. Nghĩ như thế nào những thứ này? Thật có lỗi a, à, cho ngươi chuyển vận phụ năng lượng. Bất quá thẩm tư đình khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Đường tri nịnh có chút bận tâm nàng, hứa lạc lạc tính cách tùy tiện, Khó được như thế quể quải suy sụp. Tiểu thiết nải nải cho ngươi áp lực. Hứa lạc lạc nháy mắt mấy cái, làm sao ngươi biết. Việc này liền đồng trạch dai cũng không biết. Biên kịch đều như thế thần. Ta chỉ là suy đoán. Nàng cũng nghe nói đồng phu nhân ánh mắt cực cao, đối trong vòng nữ tinh chẳng thèm ngó tới. Hứa lạc lạc cưới sau hơn 3 năm đều không có quay phim. Hơn phân nữa cũng là bởi vì sợ vị này bà bà. Hứa lạc lạc nhúng nhúng vai cho nên ta hâm mộ ngươi a à, thẩm phu nhân là giáo sư đại học coi trọng nhất sửa lại tiểu thiết đều nói thích an an nải nải đường tri nịnh nói ngươi có thể cùng ngươi bà bà thật tốt đàm một chút ngươi bà bà sự nghiệp làm được tốt như vậy suy bụng ta ra bụng người nàng đã sẽ hiểu ngươi nàng mới sẽ không nàng một mực chướng mắt ta đây hứa lạc lạc vừa cười vừa nói được rồi không nói chuyện của ta, chúng ta này người nhà, còn có một tuần hơ khô thể tre, đạo diễn nói hơ khô thể tre sau muốn tụ một chút, người có thời gian hay không? Số mấy? Ta phải nhìn một chút thời gian. Số 23 đi. Ta nhớ kỹ, tận lực quá khứ. Hai người từ tiệm áo cưới ra, hứa lạc lạc lại theo nàng đi mua giày. Đường tri nịnh không thích xuyên gót nhỏ giày cao gót, hứa lạc lạc ngược lại là thích, thất bát cm đối với nàng mà nói một bữa ăn sáng. Hứa lạc lạc nói. Thân cao không đủ, gót dày đến góp. Loại này dày nhiều xuyên mấy lần liền thích ứng. Đường tri nịnh lắc đầu, nàng cầm một đôi bên trong cùng 6 cm ngân sắc dày da. Hứa lạc lạc thay xong dày đứng tại trước gương, thưởng thức dáng người. Này thời gian ngắn nàng gầy 5 cân, mang giày cao gót, cả người cao gầy lại mảnh mai đẹp mắt a, à, ngươi có muốn hay không thử một chút? Đường tri nịnh nói. Kết hôn ngày đó muốn đứng thật lâu, ta sợ ta đi không được đường. Cái kia nhường thẩm tư đình ôm chứ sao? Hứa lạc lạc trêu ghẹo nói. Lúc này bên cạnh có cái thanh âm truyền đến, đôi giày kia còn có hay không? 38 mã. Thật có lỗi, trong cửa hàng tạm thời chỉ có một đôi. Hứa lạc lạc quay người nhìn sang, thật sự là xảo ngươi cũng tới mua giày a à. Trần Tư nhìn về phía hai người, nàng có chút gật gật đầu. Hứa tiểu thư, hứa lạc lạc hướng nàng trước mặt đi vài bước, Trần Tư, ngươi hô sai rồi. Ta đều là đã kết hôn ma ma. Vị này là thẩm tư đình lão bà, ngươi hẳn là cũng nhận biết đi. Trần Tư không để ý đến của nàng trêu chọc. Đường tiểu thư, ngươi tốt. Đường tri nịnh bất động thanh sắc đi tới, Trần tiểu thư, ngươi tốt. Trần Tư nhìn xem nàng, ánh mắt thanh lãnh, hình như có khinh thường, nhưng cũng kiệt lực duy trì lấy. Hứa lạc lạc thay đổi giày của mình, Trần Tư, ngươi thích này giày, ngươi mua đi. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp. Ta không cùng ngươi đoạt. Đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá đôi giày này thử qua quá nhiều người, ta cũng không muốn rồi. Hứa lạc lạc ế trụ, vậy ngươi nhìn nhìn lại cái khác khoảng chứ sao? Trần Tư ánh mắt rơi vào đường tri nịnh vừa mới thử qua đôi giày kia bên trên, cặp kia còn có mới sao? Có. Ta giúp ngài cầm mới. Chỉ chốc lát sau, Trần Tư thử tốt cặp kia. Điếm viên nói. Ngài thân cao, xuyên bên trong cùng giày cũng đủ rồi. Trần Tư nở nụ cười, ta cảm thấy rất thích hợp, tính tiền đi. Đường tiểu thư, ngươi chọn xong chưa? Ta tới trả tiền. Cảm ơn ngươi hảo ý, Bất quá ta là mua được kết hôn xuyên, vẫn là chính mình trả tiền phù hợp. Ta nhìn nhìn lại khác dày. Đường tri nịnh thanh âm êm dịu, lễ phép lại có hàm dưỡng. Hứa lạc lạc kéo căng lấy cười, phụ họa nói. Kết hôn là đại sự, dày nhưng phải thật tốt chọn. Chúng ta không nóng nảy, từ từ xem. Trần Tư cắn một chút môi, quay người rời đi. Đường tri nịnh thở dài một hơi, nàng tự nhiên cảm thấy Trần Tư đối nàng địch ý ngươi đừng để ý, Trần Đại Tiểu Thư là nuông chiều công chúa, đối với người nào đều như vậy. Không đúng, ngoại trừ đối ngươi nhà thẩm tư đình, ôm nhu như nước. Ta nguyên lai cho là nàng cùng tư đình chỉ là gia tộc an bài gặp qua vài lần, nguyên lai nàng là thật thích tư đình. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, thẩm tư đình không thích của nàng. Hứa lạc lạc vẻ mặt thành thật nghiêm túc, lão công ngươi năm đó có thế túng, thật người nào đều không có coi trọng hắn cùng Trần Tư rất nhỏ liền quen biết, nếu là có cảm giác, sẽ còn như vậy trễ dựa vào trong nhà thúc đẩy sao đường tri nịnh. Ta minh bạch. Chỉ là việc này nói không rõ ràng, nàng cùng Trần Tư ở giữa, đúng với sai nói không rõ. Tác giả có lời muốn nói. Ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó duy nhất một lần thả kết cục, che mặt lạc lạc cùng đồng trạch giai cố sự ta mở mới văn đi. Chương 64 Hôn lễ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tác giả có lời muốn nói Ngày mùng 1 tháng 11 khôi phục đổi mới Hứa lạc lạc đem trần tư sự tình một năm một mười đều nói cho đường tri nịnh Người nói nàng nhiều năm như vậy có phải hay không còn đang chờ thẩm tư đình A Nàng than nhẹ một tiếng Mặc dù nói trần tư ngạo mạn Yêu mà không được Cùng là nữ nhân Nàng cũng có thể lý giải của nàng Đường tri nịnh cũng không tiện đánh giá đối với trần tư mua nàng trước nhìn trúng giày cũng là không ngại sau đó nàng lại mua một cái khác đôi không sai biệt lắm kiểu dáng thẩm tư đình trở về muộn những ngày này hắn vội vàng một cái hạng mục lớn trên đời này nỗ lực cùng đạt được luôn luôn thành có quan hệ trực tiếp muốn làm ra thành tích dù là thẩm tư đình gia đình như vậy xuất thân hắn vẫn như cũ từ nhỏ đã phải học càng nhiều tri thức từ thẩm gia đối thẩm ức an giáo dục liền có thể đã nhìn ra cho nên đường biết vạn ngóng trong thẩm tư ít có thế đứng đắn chút dạng này chồng nàng cùng an an về sau liền có thể nhẹ nhõm chút ít đường tri nịnh giúp thẩm tư đình nóng lên một cốc sữa bò thẩm tư đình tắm rửa xong thấy được còn bốt hơi nóng sữa bò chưa phát giác cười một tiếng áo cưới thích hợp sao rất tốt rất vừa người đường tri nịnh gặp hắn dưới mắt có chút màu xanh biết hắn những ngày này vất vả nàng cầm qua khăn mặt ngươi ngồi xuống ta giúp ngươi lau lau trên tóc nước. Thẩm tư đình chất tóc rất tốt, tóc nhiều, lại cứng rắn. So sánh đường tri nịnh, tóc thiếu vừa mềm. Đầu ngón tay của nàng xẹt qua hắn trong tóc, chia cho ta phân nửa liền tốt. Hai ngày trước nàng tham gia hoạt động vì trang dung hiệu quả, đều lặng lẽ đeo tóc giả phiến, tạo thành tóc nhiều giả tượng. Ai, thật sự là hạn hạn chết, úng lục úng lục chết. Cái này ta không có biện pháp giúp ngươi đường tri nịnh thở dài còn tốt an an tóc tùy ngươi đều nói thông minh tuyệt đỉnh nàng thật lo lắng về sau an an trung niên hói đầu a à, nói đến thẩm tư đình nắm chặt của nàng tay ân tốt hắn nhẹ nhàng kéo một phát đưa nàng ôm vào trong ngực lần thứ nhất kết thúc sau đường tri nịnh lo lắng hắn rất mệt mỏi bận tâm lấy thân thể của hắn ngươi không mệt mỏi sao thẩm tư đình buồn bực thanh âm nở nụ cười ta nghĩ mệt mỏi hơn một điểm. Hết thảy kết thúc lúc, thẩm tư đình còn có thể nhẹ nhõm ôm nàng đi tắm vòi sen, nam nữ thân thể khác nhau thật quá lớn. Tháng 12, bê thị thời tiết càng phát ra lạnh. Chúng ta này người nhà, cuối cùng một tuần kịch kết thúc, chính thức hơ khô thẻ tre. Hơn hai tháng thời gian trôi qua rất nhanh, cũng may này kịch thật phi thường thuận lợi. Buổi tối đoàn làm phim tìm phụ cận một nhà suối nước nóng hội sở chúc mừng. Triệu đạo uống một chút rượu, lời nói cũng nhiều. Cảm tạ mọi người ủng hộ, chúng ta này người nhà quay chụp thuận lợi như vậy. Chúng ta tranh thủ ngày mai tháng 6 có thế tại đài truyền hình truyền ra. Còn phải cảm tạ hai vị hậu màng đại lão ủng hộ, đồng tổng cùng thẩm tổng. Đồng thái thái, thẩm thái thái mời nhắn dùng một chút. Hứa lạc lạc cười giỡn nói. Triệu đạo, lần sau có nhân vật nữ chính hí, ngài cần phải thứ nhất muốn cân nhắc ta. Trong khoảng thời gian này xuống tới, triệu đạo đối hứa lạc lạc triệt để đổi cái nhìn. Mặc dù hứa lạc lạc diễn kỹ có chút non nớt, chủ yếu là không có kinh nghiệm, bất quá cũng may ngộ tính rất cao, tại mấy vị đạo diễn chỉ đạo dưới, nàng tiến bộ rất lớn. Hắn tự mình nghĩ tới, chúng ta này người nhà thu xem nổi lời nói, hứa lạc lạc có lẽ có thể cầm tới một cái tốt nhất nữ phụ. Tốt, có nhân vật thích hợp ngươi, ta khẳng định trước tiên nghĩ ngươi. Tri nịnh ngươi đây không thêm chúng ta đoàn đội rồi đường tri nịnh nói triệu đạo ức quan cùng ngài nói hợp tác ngài cân nhắc thế nào thành lập một cái mới công ty chuyên làm phim truyền hình do triệu đạo làm thứ nhất người phụ trách triệu kiện không khỏi bật cười thẩm tư đình thật đúng là cưới được một vị hiền nội trợ tất cả mọi người cười lên mấy vị tuổi trẻ diễn viên cũng buông ra cùng nàng hai vui đùa lạc lạc tỷ tri nịnh tỷ về sau xin chiếu cố nhiều hơn Hứa lạc lạc ngược lại là sản khoái Tốt Đường tri nịnh cùng dịch thần đi đến một bên Đường tri nịnh nhìn xem dịch thần Ngươi chuẩn bị lúc nào hồi xê thị Chờ ngươi sau khi kết hôn Năm trước có mấy ngày nghỉ ngơi Dịch thần nhìn xem nàng Liên quan tới khi còn bé ký ức Hắn là một chút ấn tượng cũng không có Bất quá Khả năng có làm ca ca ý thức Hắn đối dễ ren đừng tốt ngươi chừng nào thì cho ta phát thiếp mời. Đường tri nịnh khóe miệng dương lên, lúc đầu muốn tự mình đưa đến ngươi nhà, ta còn chưa có đi quá ngươi nhà đâu. Công ty thuê phòng ở, ta không có ở bê thị mua phòng ốc. Đường tri nịnh biết hắn thu nhập, hắn hoàn toàn có thể tại bê thị mua bộ phòng ở. Không có ý định lưu tại nơi này. Ca, ngươi là nghĩ về núi bên trong sao? Nàng biết hắn tại Đinh Thành huyện thành mua phòng, cho hắn dưỡng mẫu cùng mùi mùi ở, chẳng lẽ hắn còn muốn trở về sao? Không phải. Còn chưa nghĩ ra ở đâu An Gia, phương Bắc quá lạnh. Ta muốn lấy sau đi phương Nam định cư. Vậy liền đi ép thị, rất nhiều minh tinh đều ở nơi đó An Gia. Bên kia cách xe thị cũng gần. Dịch thần gật gật đầu. Ca ca, ngươi xuất ngoại đọc sách mà nói, nhìn xem có thể hay không tìm cho ta cái tẩu tẩu trở về dịch thần đưa tay xoa bóp một cái của nàng đỉnh đầu không vội kết hôn thiếp mời ngươi cho cha mẹ phát sao đường tri nịnh có chút chần chờ còn không có ca ca ta không biết nên không nên phát nếu như tìm tới ngươi ta nghĩ thế sinh ta cùng bọn hắn ngăn cách cũng sẽ không hóa giải cho bọn hắn đi phụ mẫu không ở tại chỗ các thân thích sẽ làm sao nghị luận nàng tri nịnh không cần miễn cưỡng chính mình quá tốt chính mình sinh hoạt liền tốt đường tri nịnh khóe miệng nhẹ cười ta biết choáng vàng đèn ưng dưới tuấn nam mỹ nữ tư thái thân mật thật sự là một bức để cho người ta mơ màng hình tượng hai người tới gần tự tại nói chuyện lại không biết chỗ tối đã có người len lén vỗ xuống một màn này hôn kỳ sắp tới đường tri nịnh không hiểu có chút khẩn trương liền thẩm ức an đều phát hiện ma ma không cần khẩn trương ta cùng ba ba đều sẽ bồi tiếp ngươi hắn không rõ hắn ma ma khẩn trương điểm ở nơi nào đường tri nịnh mặt ngoài còn tốt ta biết nha an an ngươi hôm nay nhớ kỹ cùng alice lão sư nói một tiếng ngày mai không đi nhà trẻ thẩm ức an sáng sớm đến phòng học liền cùng alice lão sư nói hắn muốn xin nghỉ alice lão sư hỏi là muốn đi nghỉ phép sao thẩm ức an mỉm cười đấy mắt toát ra mấy phần mừng rỡ là ba ba mama của ta muốn tại Bali đảo cử hành hôn lễ. Alice kinh ngạc. A, à, là hôn lễ tròn năm khánh a. Không phải ờ. À. Thẩm Ức An Thành thật đạo, bọn hắn là tiên sinh ta, lại lĩnh chứng kết hôn. Alice nháy mắt mấy cái, cái kia thay ta chúc mừng cha ngươi mama. An an a, à, về sau chuyện trong nhà vẫn là tận lực đừng nói cho ngoại nhân. Thẩm Ức An minh bạch, Alice, ta bởi vì thật cao hứng muốn cùng các ngươi chia sẻ loại này vui sướng. Alex Đồng tiểu thiết cũng muốn đi tham gia hôn lễ, hắn cũng là không hiểu kích động, cùng An An thảo luận ngày mai hắn muốn mặc quần áo. An An, ta còn muốn đánh nơ đâu. Ngươi cũng không phải tân lan, tùy tiện mặc một chút là được rồi. An An nói Mẹ ta đã giúp ta mua tốt quần áo, ta mặc vào liền sẽ là ở trên đảo nhất tịnh tử. Ngươi mặc cái gì nha? Thẩm ức an xem hắn, âu phục. Ta là hoa đồng. Đồng tiểu thiết kéo kéo hắn tay, ta cũng nghĩ làm hoa đồng. Hoa đồng chỉ có thể là một nam một nữ. Hắn có chút tư tâm, chỉ muốn một người làm hắn ba ba ma ma hoa đồng. Đồng tiểu thiết miếm khóe miệng, tức giận nói. Hẹp hòi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tham gia hôn lễ thân hữu ngồi lấy máy bay thuê bao cùng lúc xuất phát đi phu kẹp đảo trong vòng phóng viên sớm đã thu được thẩm tư đình sắp đại hôn tin tức cho nên sớm canh giữ ở sân bay không có cách ai bảo thẩm gia giữ bí mật công việc chặt chẽ bọn hắn căn bản không có cơ hội tìm hiểu một chút tin tức thẩm tổng chúc mừng ngài cảm ơn mọi người thẩm tổng không biết có thể hay không tiết lộ một chút lần này phù rể cùng phù dâu đoàn chúng ta vừa mới nhìn thấy dịch thần cũng tại hắn là phù rể sao thẩm tư đình ôn hòa trả lời hắn không phải hắn không nhiều bất quá đám người cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn không tệ một đoàn người tốt năm tốt ba kiểm an đăng ký các phóng viên tranh thủ thời gian ban bố tin tức muốn tranh đầu đề thẩm tư đình đường tri nịnh cử hành ba ly đảo hôn lễ hôn lễ khách quý đại cà tụ tập dịch thần chung nhất thạc tấn trọng bắc xế chiều hôm đó mọi người đến khách sạn khách sạn đã bố trí xong, tiếng phấn bạch hoa tươi, còn có xinh đẹp băng gấm, giống chuyện cổ tích bên trong hôn lễ bình thường. Dùng đàn khê mà nói tới nói liền là Mỹ phát nổ. Đêm đó, mọi người có thể tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, hôn lễ sáng ngày thứ hai cử hành. Từ đón dâu đến hôn lễ hiện trường, mỗi một bước đều an bài thỏa đáng. Đón dâu lúc, đường tri nịnh mặt màu đỏ chót sườn xám, tại một đám bạn tốt đồng hành, chờ được thẩm tư đình thẩm tư đình cũng lần đầu tiên mặc lấy đường trang tựa như dân quốc quý công tử cầm trong tay hắn hoa từng bước một đi đến trước mặt của nàng hai người thật sâu nhìn đối phương trong lúc nhất thời đều trầm mặt. thẩm ức an ngửa đầu sáng sủa nói ra ma ma ba ba tới đón ngươi vừa mới nói xong tất cả mọi người cười thẩm tư đình nhìn xem nhi tử ánh mắt ôn nhu đúng vậy a à, may mắn mà có hắn hắn truy vợ con đường mới như hí thuận lợi hắn nắm chặt đường tri nịnh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng tại bên tai nàng nói nhỏ tri nịnh ta tới đường tri nịnh động dung con ngươi chua chua nàng duỗi ra ôm lấy hắn cám ơn ngươi tư đình sinh mệnh chính là thần kỳ như thế thất vọng thất lạc đi qua sau cuối cùng rồi sẽ gặp được nắng sớm ánh trạng đông cùng ấm áp có lẽ chỉ là tới chậm một chút ngày đó hai người hôn lễ hiện trường mỹ lệ lại khiến người ta cảm động hôn lễ chính thức bắt đầu trước chu trợ lý nhận được một cái khó giải quyết tin tức hắn đi vào thẩm tư đình bên người thẩm tổng đây là vừa mới tuôn ra tới tin tức thẩm tư đình liếc mấy cái dịch thần cùng biên kịch đường tri nịnh riêng tư gặp đường tri nịnh dẫn theo áo cưới váy thế nào thẩm tư đình cười cười không có việc gì đường tri nịnh tự nhiên không tin ta xem một chút thẩm tư đình đưa di động đưa cho nàng nhường chu lăng đi xử lý đi không tác dụng sửa lại một hồi ca ca dắt ta lên đài đây là vừa mới đường gia người quyết định nguyên bản nên phụ thân đem nữ nhi tự tay giao cho tân lan trên tay đường cha tự giác thẹn với nữ nhi liền muốn mời dịch thần thay thế hắn muốn công khai ngươi cùng dịch thần thân phận đường tri nịnh gật gật đầu Ca, ca cũng muốn lui vòng một đoạn thời gian, yên tâm đi. Tốt. Chu Lăng, trong hôn lễ sự tình vẫn như cũ phong tỏa, buổi tối hôm nay công bố hôn lễ ảnh chụp. Tận lực tránh đi dịch thần thân phận chủ đề. Ta minh bạch. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Đương dịch thần nắm đường tri nịnh tay chậm rãi xuất hiện lúc, hiện trường khách quý đều kinh ngạc một chút. Này tình huống như thế nào? Dịch thần cùng đường tri nịnh quan hệ thế nào? dịch thần hắn giọng, thẩm tư đình, hiện tại ta đem tri nịnh giao cho ngươi. Ngươi nếu là dám đối nàng không tốt, ta người ca ca này cũng sẽ không buông tha ngươi. Mấy phần trò đùa, mấy phần nghiêm túc. Hắn nhìn xem đường tri nịnh, đưa nàng để tay tại thẩm tư đình trong tay. Ca ca. Bọn hắn là huynh muội. Chương 65 Hạnh phúc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 65 một trận hôn lễ thật sự là ẩn giấu quá nhiều vui mừng. Hôn lễ đêm trước, thẩm gia người đã cùng đường gia người gặp qua một lần, lúc ấy Dịch thần cũng ở tại chỗ. Thẩm mẫu đã từ thẩm tư đình nơi đó biết Dịch thần thân phận, trong lòng đối hai huynh muội tràn đầy đau lòng, bất quá còn tốt, bây giờ hết thảy viên mãn. Giờ khắc này, Dịch thần trong lòng còn có chút không bỏ được, hắn tay run nhẹ nhẹ. Tri nịnh, Tư đình, muốn vĩnh viễn hạnh phúc thẩm tư đình trịnh trọng trả lời ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt của nàng thẩm ức an nhón chân lên còn có ta ta cũng sẽ bảo vệ tốt mẹ ta dịch thần cuối người ôm hắn lên đến tốt hôm nay cha mẹ ngươi là nhân vật chính cùng cửu cửu đi xuống đi tham gia hôn lễ người trong vòng sĩ hiện trường ăn một cái thần bí đại dưa đàn khê nhịn không được nhìn một chút người bên cạnh chỉ gặp hứa châu nghiêm mặt mắt sắc sâu xa nhìn qua phía trước nàng nhỏ giọng nói đây thật là sông hỷ lâm môn hứa châu khóe miệng rồi lên một vòng ý cười đúng vậy a à. hắn đến cùng bại bởi thẩm tư đình đàn khê bị nụ cười của hắn nhoáng một cái trong lúc nhất thời trong lòng ngủ vị tạp trần tại hứa châu thế giới bên trong tình yêu từ đầu đến cuối tại sự nghiệp về sau nàng không biết mình còn có thể kiên trì mấy năm bất quá nàng còn trẻ còn có thời gian có thể tiêu xài chờ đi. Có lẽ, cây sắt biết lái hoa đây. Vào lúc ban đêm 8 điểm, ức quan quan hơi phát chính cái hôn lễ ảnh chụp. Sau đó, dịch thần phát đầu này uây bồ, cũng phụ lời. Chúc mừng muội muội cùng muội phu, hạnh phúc vĩnh viễn. Phan hâm mộ nhắn lại. Thần ca cùng đường tri nịnh là kết bái huynh muội rồi. Dịch thần hồi phục. Không phải kết bái, chúng ta là thân muội muội trong vòng trong nháy mắt một mảnh xôn xao cũng may ức quan quan hệ xã hội kịp thời đơn giản đem dịch thần thân thế nói một lần biến mất bị bắt cóc chỉ nói là khi còn bé lạc đường bị nhận nuôi dịch thần thân thế vốn là làm cho đau lòng người lúc này hắn lại thu hoạch một nhóm người qua đường phấn bởi vì đường tri nịnh không phải minh tinh chú ý của nàng người cũng không nhiều bất quá soái ca mỹ nữ hôn lễ đến cùng vẫn là làm người khác chú ý đường tri nịnh nằm tại xốp trên giường lớn, xoát lấy Weibo. bộ. Tư đình, ta thích nhất tấm hình này. Thợ chụp ảnh thực tế quá sẽ chụp hình, ánh nắng ôm nhu điểm suýt lấy, hai người cách đầu xa nhìn đối phương, trong mắt yêu thương không che giấu chút nào. A, à, công ty còn làm rút thưởng hoạt động. Đưa một vạn phần bạn tay lễ. Tư đình, ngươi quá cao điệu. Thanh âm của nàng vừa mềm lại ngọt, thẩm tư đình nhìn qua nàng, cả một đời liền lần này đường tri nịnh trong lòng tràn đầy ngọt ngào nàng hướng về thân thể hắn nhích lại gần tư đình cám ơn ngươi nói cái gì ngốc lời nói thẩm tư đình cùng nàng cùng nhau đảo ảnh chụp ngươi nhìn ta ca ca thật là đẹp trai đường tri nịnh cảm khái chồng ngươi đâu thẩm tư đình dở khóc dở cười đêm tân hôn lão bà khen nam nhân khác này như cái gì lời nói đường tri nịnh nghiêng đầu đối đầu mắt của hắn hai con ngươi lộ ra giảo hoạt, lão công ta đương nhiên là toàn thế giới đẹp trai nhất nam nhân. Thật sao? Thẩm tư đình thuận thế hôn lên khóe môi của nàng, hắn không tiếp tục cho nàng trả lời cơ hội. Đêm nay, đường tri nịnh nói lấy hết lời hữu ích. Nàng mới biết được, nguyên lai thẩm tư đình tâm nhãn cũng thật nhỏ. Một năm này mùa đông, đường tri nịnh cùng thẩm tư đình trên danh nghĩa là đi London hưởng tuần trăng mật, trên thực tế đi bồi nhi tử đọc sách, cũng là một lần đặc biệt thể nghiệm này trong thời gian ngắn thẩm ức an tiểu bằng hữu tự hồ càng thêm thành thục liên quan tới thẩm ức an học tập căn bản không cần đường tri nịnh cùng thẩm tư đình quan tâm mãi cho đến trong nước giao thừa một nhà ba người mới có thể lôn đôn trở về một năm này thẩm gia một phái náo nhiệt thẩm phu nhân trực tiếp cho đường tri nịnh một trương thẻ đường tri nịnh đã thành thói quen phương thức như vậy thẩm tư ít cười dẫn nói mẹ, ngươi bất công, ngươi cũng nhiều năm không cho ta tiền mừng tuổi. Thẩm phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi có ý tốt muốn tiền mừng tuổi. Ngươi tranh thủ thời gian kết hôn, ta cho ngươi nàng dâu. Thẩm tư ít cảm thấy mình đây là đâm đến tổ ông vò vẻ, mẹ, ta sai rồi. Gần sang năm mới, ta điều tiết bầu không khí đâu. Thẩm phu nhân tiếp tục nói. Ngươi cũng trưởng thành, cũng nên định ra tới. Ta mới 28. Làm sao lại trưởng thành rồi? Ngươi nha, tranh thủ thời gian sinh đứa bé, làm ba ba liền có thể chững chạc. Ngươi nhìn đại ca ngươi, năm đó có an an sau, hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Thẩm Tư ít cầu cứu mà nhìn xem Đường Tri Nịnh, "Đại tẩu, có chuyện gì thương lượng với ngươi một chút, liên quan tới chuyện công tác." Thẩm phu nhân gặp tiểu nhi tử bộ dạng này, lắc đầu, các ngươi trò chuyện. Đường Tri Nịnh cố nén cười, "Chuyện gì a?" À? liền ngươi cái kia bộ tiểu thuyết ta nghĩ đề cử một vị diễn viên thẩm tư ít đoạn thời gian trước bị buộc lấy đi ức quan đi làm chu nhụy hiệp trợ hắn hắn muốn chạy đi đều không được mặc dù thẩm tư ít là vui đùa tính cách đầu não vẫn phải có vùi đầu vào trong công việc coi như đáng tin cậy hứa tin đường tri nịnh trực tiếp điểm mở thẩm tư ít nghiêm túc nói đúng vậy a à, ta cảm thấy hứa tin rất thích hợp Nàng lại là ức quan ký kết nghệ nhân Vạn nhất nàng đỏ lên Cũng có thể cho ức quan mang đến hiệu quả và lợi ích A à. Đường tri nịnh ra vẻ trầm mặt Đại tẩu Ngươi nhìn thích hợp sao Tư ích Ngươi bây giờ là ức quan phó tổng Việc này ngươi có thể tự mình làm chủ Có thế đó là ngươi tác phẩm Ta nếu là loạn nhúng tay Đại ca sẽ giết ta Thẩm tư ích tự nhiên biết hiện tại nên tìm người nào Thật sao vậy ngươi còn hỏi thẩm tư đình bưng một cốc nước ấm đi tới đem chén nước đưa cho đường tri nịnh đường tri nịnh đối với hắn mỉm cười thẩm tư ít ầy ầy hô một tiếng đại ca là hứa tin để ngươi an bài thẩm tư đình hỏi không phải thẩm tư ít vội vàng bác bỏ nàng không có đề cập qua thẩm tư đình biết thẩm tư ít sẽ không ở trước mặt hắn nói dối gần sang năm mới còn nói công việc ta ngược lại thật ra không biết ngươi chừng nào thì nóng như vậy yêu công tác. Thẩm tư ít nghe xong biết có hy vọng, đại ca, ta không phải là vì ức quan phát triển à. Đường tri nịnh cười nói. Hứa tinh ngoại hình ngược lại là thích hợp nữ số hai nhân vật. Thẩm tư ít nhíu mày, đại tẩu, ánh mắt của ta sẽ không sai. Thẩm tư đình lên tiếng, vậy thì nhanh lên định ra tới. Đường tri nịnh lôi kéo thẩm tư đình tay, an an muốn thả pháo hoa, chúng ta ra ngoài đi chúng ta đi lấy pháo hoa đi thẩm tư ít nhẹ nhàng hô một hơi sang năm ăn tết hắn nhất định xuất ngoại chính mình ăn tết trong viện an an đốt lên thuốc lá hoa một nháy mắt bầu trời đêm bị ngủ quan thập sắc pháo hoa điểm xuyết lấy đường tri nịnh cùng thẩm tư đình đứng chung một chỗ hai người tay kéo tay thật đẹp a à. hạnh phúc liền là cùng với ngươi mỗi một khắc đều là ngọt có lạnh hay không Thẩm Tư Đình cầm của nàng tay, đưa nàng để tay tiến trong túi mình. Lạnh. Đường Tri Nịnh nắm chặt hắn tay, cái mũi đều đông lạnh đỏ lên. Ta xem một chút. Thẩm Tư Đình có chút cúi đầu xuống, đột nhiên hôn một chút chóp mũi của nàng, là có chút mát mẻ. Đường Tri Nịnh mặt trong nháy mắt lửa nóng lửa nóng. Thẩm Tư Đình cười nói: "Đi vào đi." "Ân." Ừ. Đường Tri Nịnh hướng phía Thẩm Ức An hô. An An, quá lạnh, chúng ta về nhà đi. Thẩm ức An chạy chậm tới, hắn mặc màu trắng áo lông, mang theo màu vàng cộng lông mũ, đáng yêu để cho người ta mắt lom lom. Hắn vương tay nắm chặt đường tri nịnh tay, ma ma, ta tay không lạnh, ta cho ngươi ấm áp. Đường tri nịnh dắt qua hắn tay, lạnh như băng tay nhỏ, nơi nào ấm. Thẩm tư đình đem hắn ôm vào trong ngực, một hồi cho ngươi cửu cửu gọi điện thoại. Biết thẩm ức an nhớ kỹ đâu vậy cũng muốn cho ông ngoại bà ngoại gọi điện thoại đường tri nịnh nói muốn nàng cùng phụ mẫu quan hệ nông cạn nhưng là nên có lễ phép nàng sẽ không ném bây giờ phụ mẫu muốn đền bù nàng đều trở nên rất xấu hổ trong một tháng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cùng thẩm ức an thông một hai thông điện thoại cũng thường xuyên cho thẩm ức an gửi vài thứ tới đường gia phụ mẫu liền đem yêu chuyển dời đến thẩm ức an trên thân hay là tại đền bù đối đường tri nịnh thua thiệt đi bọn hắn rốt cuộc minh bạch những năm này bọn hắn đối đường tri nịnh tạo thành tổn thương trong phòng ấm áp đường tri nịnh vừa đem cởi áo khoác treo tốt thẩm ức an đã mở ra video dịch thần năm nay về nhà ăn tết cùng dịch gia mẫu nữ cùng nhau cửu cửu chúc mừng năm mới thẩm ức an nhiệt tình nói chúc mừng năm mới dịch thần một mặt thanh thản. Ăn xong cơm tối rồi. Nếm qua. Ta cùng ba ba ma ma vừa mới thả xong pháo hoa, cửu cửu ngươi đây. Ta cũng nếm qua, bao hết sủi cảo. Dịch thần nói cười. Hai người hàng huyên hơn nửa giờ, rất thông thường nói chuyện phím, giống như là bạn tốt bình thường. Đường tri nịnh lặng lẽ cùng thẩm tư đình nói ra. Ta ca ca đến cùng có cái gì ma lực, trẻ nhỏ đều như thế thích hắn. Thẩm Tư Đình nghĩ nghĩ, đại khái là hắn không coi bọn họ là tiểu hài, bình đẳng cùng tôn trọng. Đường Tri Nịnh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Cúp điện thoại, dịch thần khóe miệng ý cười vẫn như cũ không tiêu tan. Ca, ca dịch lan khẽ gọi một tiếng. Dịch thần ngẩng đầu, chuyện gì? Dịch lan 18 tuổi. Năm nay muốn tham gia thi đại học, nàng cũng là từ trên mạng biết ca, ca thân thế, nàng không tin, thẳng đến dịch thần về nhà lần này nàng nghe được hắn cùng nàng ma ma nói chuyện, rốt cục tin. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ca ca, thật không phải là của nàng anh ruột, trong lòng của nàng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Ta còn có thể bảo ngươi ca ca sao? Dịch thần khóe miệng nhẹ cười, đương nhiên. Dịch lan nháy mắt mấy cái, có thế ngươi muốn đi, ngươi không nghĩ lại để ý đến ta cùng ma ma đúng hay không? Bởi vì chúng ta không phải người nhà của ngươi. Ta chỉ là ra ngoài đọc sách, sẽ trở lại ngươi có thân muội muội có chân chính người nhà ta cùng ma ma cũng không tiếp tục là người nhà của ngươi ca ca ta biết nhà chúng ta có lỗi với ngươi muội muội của hắn xinh đẹp như vậy mà nàng đâu liền là một con vịt con xấu xí dịch thần nhìn qua nàng hắn thản nhiên nói ra thế nhưng là nếu như không phải là các ngươi nhà thu dưỡng ta ta không biết còn có thể hay không sống sót có một số việc đã phát triển không tốt quay đầu vậy liền hướng tốt phương hướng nhìn ca ca thật xin lỗi nếu như không phải trong nhà quá khó khăn ca ca sẽ không bỏ học hắn như vậy thông minh tốt đừng khóc ta đưa cho ngươi thẻ ngươi nhớ kỹ cất kỹ ta không muốn chờ ta lên đại học ta sẽ tự mình kiếm học phí nghe lời đại học học tập cho giỏi ngươi ca ca ta không kém số tiền này nếu như trong nhà có việc có thể tìm phụ tá của ta. Biết. Dịch Lan hút hút cái mũi, nàng sẽ cố gắng học tập, cố gắng trở nên tốt hơn, tựa như thân muội muội của hắn như thế. Ca ca, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, không nên quá vất vả. Của ngươi dạ dày không tốt, muốn đúng hạn ăn cơm. Dịch thần mím miếm khóe miệng, tốt. Nói hắn như thường lấy ra một cái hồng bao. Ta đã là người lớn, ta không muốn. Dịch thần cười, 18 tuổi, năm nay cầm, sang năm liền không cho ngươi. Dịch Lan con mắt đỏ bừng, vẫn là ngoan ngoãn nhận hồng bao. Ca ca, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Dịch thần nhìn ngoài cửa sổ, đèn đêm sáng chói. Một năm mới, khởi đầu mới, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Tác giả có lời muốn nói. Ta trở về rồi thật có lỗi, nhưng mọi người đợi lâu đoạn thời gian trước không có trạng thái, không hiểu không muốn viết văn, có chút đáng sợ. Ta ngẫm lại vẫn là ngừng một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Tấu chương nhắn lại đều đưa hồng bao hôm nay mọi người mua vui vẻ. Chương 66 Nữ Nhi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 66 đông đi xuân tới, đảo mắt đến năm thứ hai tháng 4, hoa anh đào nở rộ mùa. 18 tuổi năm đó, tại Quy Thị khởi động máy, bởi vì kịch bên trong có hơn phân nửa sân trường cố sự, cho nên lựa chọn Quy Thị ít bên trong quay chụp. Đường Tri Nịnh cùng Đàn Khê cuối cùng vì viết kịch bản, hai người đem đến ở cùng nhau nửa tháng. Thẩm Tư Đình cũng không có cách nào, chỉ có thể ủng hộ lão bà lựa chọn. 18 tuổi năm đó, nữ một hào là xe đại giáo Hoa Tôn Diệp, không có chút nào diễn kịch kinh nghiệm tố người. Lúc trước đường tri nịnh cùng đạo diễn tìm tới cửa cùng Tôn Diệp nói chuyện nhiều lần, mới nói động tiểu cô nương. Nam số 1 là truyền hình điện ảnh học viện sinh viên năm 3. Dù sao cũng phải tới nói, đường tri nịnh làm nguyên tắc tác giả đối với dạng này diễn viên đội hình, thật rất thỏa mãn. Hứa tin lấy được nữ số 2, hứa lạc lạc sắp xuất hiện diễn kịch bên trong anh ngữ lão sư nhân vật, cũng coi là viên mãn. 18 tuổi năm đó, khởi động máy nghi thức kết thúc sau, đường tri nịnh hứa lạc lạc, đàn khê ba người cùng nhau chụp mấy bức ảnh chụp. Hứa lạc lạc nói. Nhớ kỹ đến thăm ban. Đàn khê cười nói. Ta ngược lại thật ra có thể, liền sợ người nào đó lão công không thả người. Hứa lạc lạc nhìn xem đường tri nịnh, nhớ kỹ khoảng cách sinh ra Mỹ. Đường tri nịnh nói. Biết. Đúng, triệu đạo nói thứ bảy tuần này, chúng ta này người nhà, sàn các quát tám chọn ra hôm nay sẽ thả báo trước tiếng. Không phải nói muốn tới tháng 8 truyền ra sao. Tức quan cùng sàn cắt quát một lần nữa nói một chút, đài truyền hình nhìn ảnh chụp, cảm thấy không sai. Hứa lạc lạc cười nói. Đài truyền hình vẫn là rất tán thành triệu đạo. Lại nói, ta lại có chút khẩn trương. Đàn khê treo gẹo. Đồng thái thái, đây cũng không phải là của ngươi bộ thứ nhất tác phẩm A. Hứa lạc lạc hít sâu một hơi, cái kia không đồng dạng, lúc trước ta là thanh xuân Mỹ thiếu nữ, hiện tại ta là hài tử mẹ, đã kết hôn thiếu phụ thị trường tiểu. Đường tri nịnh nói. Yên tâm đi, ta nghe nói thiết nạp đã giúp ngươi đem tuyên truyền bản thảo đều viết xong. Hứa lạc lạc hiện tại sự nghiệp tâm bộc phát, đoạn thời gian trước, thân tử chương trình giải trí tiết mục đều tìm tới nàng. Nàng bà bà không đồng ý, tiểu thiết ngược lại là 10 phần nghĩ đi. Như mọi người sở liệu, cùng ngày, chúng ta này người nhà, báo trước phiến vừa ra tới, trên mạng tiếng vọng rất tốt, rất nhanh bị dán lên Trung Quốc bản xin trả lời 1998, rất nhiều người qua đường đều đầy cõi lòng mong đợi. Nhất là nam chính diễn dịch thần hiện tại đã lui vòng du học đi, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ trở về. Chúng ta này người nhà, báo trước phiến vừa lên, lập tức khóa chặt các khoác lát đề. Dịch thần phấn cơ hồ là trong mong chờ thôi. Buổi tối, đường tri nịnh cùng thẩm tư đình video hôm nay khởi động máy nghi thức rất thuận lợi công dịp rất có linh khí ta cảm thấy không có vấn đề quá lớn ngươi chừng nào thì trở về lại đãi năm ngày có được hay không thẩm tư đình trầm mặt tư đình liền năm ngày đạo diễn có một số việc còn muốn cùng ta câu thông có được hay không sau khi kết hôn nàng nũng niệu càng ngày càng càng tự nhiên thẩm tư đình còn có thể làm sao nghỉ ngơi thật tốt đúng hạn ăn cơm tư đình ngươi thật tốt đường tri nịnh lại hỏi an an hôm nay thế nào rất tốt buổi tối niệm mấy lần ngươi chừng nào thì trở về thẩm tư đình trả lời một bên đang xem sách thẩm ức an ngẩng đầu nhìn xem hắn ba ba hắn giống như hôm nay không có nói qua như vậy đi đường tri nịnh thở dài chờ ta trở về ta đã thật tốt cùng hắn vậy ta đâu Thẩm Tư Đình hỏi. Đường Tri Nịnh mặt dày nói. Ta cùng ngươi đi công ty đi làm. Tốt. Ta nhớ kỹ. Chờ phụ mẫu thông xong điện thoại, Thẩm ức An mở miệng, ba ba, là chính ngươi nhớ ma ma về sớm một chút, ta hôm nay cũng không có nói qua. Thẩm Tư Đình sờ sờ đầu của hắn, ngươi tối hôm qua ở trong mơ nói. Thẩm ức An. Thật sao? Ba ngày sau, Đường tri nịnh ngồi lên máy bay sớm về nhà, định cho đôi phụ tử kia một kinh hỉ. Máy bay hạ cánh sau, nàng tranh thủ thời gian đón xe về nhà, về đến nhà sau đã 3 giờ hơn. Đêm nay A Di không tại, đường tri nịnh dự định tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, cũng coi như đền bù một chút hai cha con. Đợi nàng đem hết thảy chuẩn bị kỹ càng, thấy thời gian còn sớm, liền ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Trong bất tri bất giác, buồn ngủ đi lên, Nàng chậm rãi tiến bộ mộng tưởng. Thẩm Tư Đình dẫn theo tiểu cặp sách, một tay nắm Thẩm Ức An, nghe Thẩm Ức An hồi báo hôm nay tại nhà trẻ sự tình. Hai cha con vừa tiến đến liền thấy trên ghế salon ngủ người. Thẩm Ức An một mặt kinh ngạc, hắn nhỏ giọng nói: "Mama ma trở về rồi." Thẩm Tư Đình khóe miệng rồi lên một vòng ý cười, "Tốt, ngươi điểm nhẹ trở về phòng." "Ba ba, ta đều ở trong mơ nghĩ đến Mama ma về sớm một chút." lúc này ngươi sao có thể độc chiếm mẹ ta đâu. Thẩm ức an giảo hoạt trả lời. Hai ngày trước cho ngươi định một cái vui cao, đại khái một tuần đến trong nước. Ba ba, ta đi trước học tập, ngươi nói nhỏ thôi không được ầm ĩ tỉnh mẹ ta. Thẩm ức an khéo hiểu lòng người đem ma ma tạm thời tặng cho hắn ba ba. Thẩm tư đình nhẹ giọng đi qua, ngồi tại ghế sofa một bên, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của nàng, hai cái này nhiều tháng nàng đã gầy đi trông thấy. Tri nịnh, đường tri nịnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy hắn, khóe miệng liệt một cái dáng tươi cười. Tư đình, nàng đổi một tư thế, đầu gối ở hắn trên đùi. Làm sao sớm trở về rồi? Thẩm tư đình ôn nhu hỏi. Bận rộn công việc xong. Đường tri nịnh dần dần thanh tĩnh, mấy giờ rồi? Ta đi làm cơm. Thẩm tư đình đè lại nàng, mới 6 giờ, không nóng nảy. Vây được lời nói ngủ tiếp một hồi, trở về phòng ngủ. Thế là, hắn ông nàng trở về phòng. Cái này bỗng nhiên cơm tối đến cùng không có làm thành, cuối cùng một nhà ba người, hơn 9 điểm cùng nhau ăn thức ăn ngoài. Chúng ta này người nhà, truyền ra sau, tỷ lệ người xem tốt nhất thời đoạn phá 8, này hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Mấy vị lão hí cốt phấn khích diễn kỹ không cần nói, kịch bên trong mấy vị khác tuổi trẻ diễn viên cùng lão hí cốt cộng tác, diễn kỹ cũng là làm gì chắc đó dịch thần đã không cần nói, khiến người ngoài ý chính là hứa lạc lạc, dù sao nàng đã là hài tử mẹ, lại diễn 18-19 tuổi phản nghịch thiếu nữ tuyệt không không hài hòa. Làm biên kịch, đường tri nịnh lần này cũng coi là tại trong vòng một kịch thành danh. Dù sao cũng là cầm xuống thẩm tư đình nữ nhân, khẳng định là có chút bản lĩnh thật sự. Lúc trước những cái kia nói nàng dựa vào thẩm gia quan hệ gia nhập triệu kiện đoàn đội người, cũng không thể nói gì hơn. Một năm này tháng 6, Đường tri nịnh ban ngày liên tiếp mệt trả rời, mỗi ngày sáng sớm cũng là ngủ không tỉnh. Vẫn là thẩm tư đình phát hiện biến hóa của nàng, cuối cùng bồi tiếp nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Một kiểm tra mới biết được, nàng đã mang thai 2 tháng. Đường tri nịnh nhìn xem kiểm tra sức khỏe đơn, trong lòng tính toán, đứa nhỏ này là nàng từ quy thị sau khi trở về mấy ngày nay mang thai. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi không phải làm biện pháp sao? Cái kia mấy đêm rồi hai người sinh hoạt tấp nập, khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Thẩm tư đình nghĩ nghĩ, có thể là ngày đó sáng sớm. Đường tri nịnh mặt nóng lên, trong lúc nhất thời tâm tình rất khó hình dung, có chút cao hứng, lại có chút bàn hoàng. Nàng lại muốn làm ma ma. Thẩm tư đình an ủi nàng, tri nịnh, an an xuất sinh ta bỏ lỡ nhiều lắm, đại khái là vì tròn ta một chút tiếc nuối đi. Ta muốn đứa bé, cùng ngươi, còn có An An cùng nhau làm bạn hắn xuất sinh. Ta biết. Đường tri nịnh nhẹ tay phủ bụng dưới, kỳ thật, nàng cũng rất chờ mong. Tốt, chúng ta về nhà trước. Thẩm tư đình cẩn thận từng ly từng tí viện nàng, tốt. Đường tri nịnh tự nhiên có thể cảm giác được hắn vui sướng, tư đình, ngươi nói đứa bé này là nhi tử vẫn là nữ nhi. Thẩm tư đình khóe miệng có chút dương lên, nữ nhi, tốt nhất giống ngươi. Một năm này tháng 10, chúng ta này người nhà nhập vây quanh trong nước TV tiết mấy hạng đề danh, đường tri nịnh cùng hứa lạc lạc đều trên bảng nổi danh. Hai người hẹn xong cùng đi tham gia trao giải nghi thức, cứ việc, các nàng cũng không biết chính mình có thể hay không cầm thưởng. Đường tri nịnh bụng đã hiển mang, nàng mặc định chế màu hồng cánh sen váy dài, vừa lúc chặn bụng của nàng. Đương nhiên thẩm tư đình đêm nay làm người nhà toàn bộ hành trình bồi tiếp. Đường tri nịnh cùng hứa lạc lạc ngồi cùng một chỗ, Hứa lạc lạc hâm mộ nhìn xem nàng, người vóc người này bảo trì cũng quá tốt, ngoại trừ bụng, địa phương khác một chút cũng không có mập. Đường tri nịnh nói, lúc trước còn có chút lo lắng, sợ hài tử dinh dưỡng không đủ. Về sau bác sĩ kiểm tra mới yên tâm. Ta mang tiểu thiết lúc, cả người mập một vòng, đặc biệt lo lắng gầy không đi xuống, còn tốt sinh xong một tháng thân thể nặng rơi mất 15 cân. Hứa lạc lạc nói khẽ. Ta nhìn thẩm tư đình đủ khẩn trương. Đường tri nịnh gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, trao giải nghi thức chính là bắt đầu. Thẩm tư đình vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng, có lạnh hay không? Đường tri nịnh lắc đầu, còn tốt. Hai người ánh mắt giao thoa, đâu còn có người khác. Hiện trường thợ quay phim rất biết chụp hình, vừa vặn vỗ xuống hai người ống kính. Người chủ trì cũng tích cực cùng dưới trận hỗ động, đêm nay cũng là chúng ta này người nhà đại đoàn viên, chúng ta kịch bên trong diễn viên cùng biên kịch người nhà đều trình diện, hai vị tỷ phu cùng mọi người chào hỏi đi. Thẩm Tư Đình cùng đồng trạch giai hướng về phía ống kính mỉm cười. Năm nay TV Tiết có hơn 1.000 bộ tác phẩm báo danh, cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt. Từ tốt nhất phim truyền hình bắt đầu, đường tri nịnh nhìn thấy chúng ta này người nhà xuất hiện ở trên màn ảnh vẫn còn có chút khẩn trương cuối cùng không ngạc nhiên chút nào chúng ta này người nhà lấy được tốt nhất phim truyền hình thưởng triệu kiện đạo diễn đi lên lĩnh thưởng hắn nói chuyện hài hước cảm tạ ban giám khảo cảm tạ đoàn làm phim mỗi một vị diễn viên nhân viên công tác đương nhiên cũng hy vọng chúng ta này người nhà cỡ sau đó mấy hạng đề danh bên trong còn có thể có thu hoạch đường tri nịnh cười nói triệu đạo thật sự là lòng tham thẩm tư đình nói ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có khả năng. Đường tri nịnh nhếch miệng góc, chúng ta này người nhà đã cầm một hạng thưởng, nàng liền thuận theo tự nhiên đi, dù sao đường còn dài mà. Tiếp xuống, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, cuối cùng bị kỳ diệu nhân duyên cầm xuống. Rất nhanh tới tốt nhất biên kịch thưởng. Đường tri nịnh âm thầm hít một hơi, thẩm tư đình nghiêng đầu, khẩn trương. Nàng có chút xấu hổ, nhẹ nhàng lên tiếng có thể hay không cầm thưởng thật khó mà nói, thực lực cùng vận khí đều muốn có. Thẩm thái thái, có cầm hay không thưởng, ngươi chính là trong lòng ta tốt nhất biên kịch. Thẩm tư đình sợ nàng thẩn trương quá độ, đành phải trước trấn an một chút nàng. Trên đài hai vị trao giải người phối hợp với, một người mở ra tấm thẻ, một người nhớ kỹ danh tự. Tốt nhất biên kịch, đường tri nịnh. Chúc mừng. Đường tri nịnh trên mặt hiện lên kinh ngạc, sau đó là kinh hỷ. Thẩm tư đình trước đứng lên, đường tri nịnh cũng đi theo tới. Hắn cho nàng một cái ôm, tại bên tai nàng nói ra. Chúc mừng. Đường tri nịnh cái mũi chua xót, trong lúc nhất thời ít hầu nghẹn ngào. Đi thôi. Thẩm tư đình tựa như kỵ sĩ bình thường, một mực theo nàng đi tới bậc thang bên. Hắn nhưng không có lại hồi trên chỗ ngồi, mà là đứng tại một bên khác chỗ tối, nhìn xem trên đài nàng đường tri nịnh từng bước một đi đến chính giữa sân khấu, từ trao giải lão sư trong tay tiếp nhận cúp cùng giấy chứng nhận. Nàng hít sâu một hơi, cảm tạ ban giám khảo. Cảm tạ, chúng ta này người nhà, cảm tạ, nàng nhìn về phía thẩm tư đình vị trí, dưới đài người kia mặt tinh xảo âu phục, bóng đen dưới, hắn vẫn như cũ anh Tuấn bất phàm. Ta muốn nhất cảm tạ người vẫn là ta tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đường tri nịnh dơ lên cúp, vừa mới hắn nói, mặc kệ ta có thể hay không cầm tới cái này thưởng, ta đều là trong lòng của hắn tốt nhất biên kịch. Ta muốn nói là, ngươi mãi mãi cũng là ta tốt nhất tiên sinh. Dưới đài không biết ai dẫn đầu chụp lên tiếng vỗ tay. Đường tri nịnh lại có chút bái, biểu thị cảm tạ. Đợi nàng đi xuống sân khấu, thẩm tư đình đã ở nơi đó chờ lấy nàng. Giờ khắc này, đường tri nịnh vành mắt phím hồng. Đến phu như thế, đời này cầu gì hơn đâu. Thẩm Tư Đình cười bóp một chút gương mặt của nàng, không sai. Đường Tri Nịnh còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác được trong bụng tiểu gia hỏa dùng sức đá nàng một cước. Nàng ai u một tiếng kêu, dọa đến Thẩm Tư Đình rất gấp gáp. Thế nào? Nơi nào không thoải mái? Đường Tri Nịnh vội vàng chỉ vào bụng, nàng đá ta. Thẩm Tư Đình vội vàng sờ một chút bụng của nàng, lại cảm giác gì đều không có. Đoán chừng là mừng thay cho ngươi đâu đường tri nịnh mỉm cười. Một đêm kia, hứa lạc lạc cầm tới tốt nhất nữ phụ. Cũng là từ bộ này kịch bắt đầu, hứa lạc lạc dựa vào thực lực của nàng trở lại diễn viên cái nghề này, lại phát triển càng ngày càng tốt. Một năm này mùa đông, Tết Nguyên đáng sau đó, đường tri nịnh sinh hạ một nữ, lấy tên thẩm ức tâm. Tiếp núi duy nhất là, tiểu tâm tâm dáng dấp 8 phần giống thẩm tư đình. Đương nhiên, làm thẩm gia tiểu công chúa, nàng vừa ra đời liền thu hoạch một số lễ vật. Tâm tâm trăng tròn ngày này, thẩm tư đình ôm nữ nhi, đường tri nịnh ngươi nắm nhi tử, ở đại sảnh tiếp đãi khách nhân. Đồng tiểu thiết mang theo hắn lễ vật hào hứng chạy tới. Tiểu tâm tâm, tặng cho ngươi. Đường tri nịnh xem xét đúng là một cái khỏa có giá trị không nhỏ phấn kim cương. Cái này kim cương thật là tốt nhìn, là ngươi ma ma sao. Đồng tiểu thiết dơ lên cầm nhỏ, không phải, là cho ta lão bà. Thẩm ức an hừ một tiếng, tâm tâm sẽ không thu. Ngươi không phải tâm tâm, ngươi làm sao lại biết. Nữ hài tử đều thích. Ta là ca ca của nàng, ta không thích, nàng cũng sẽ không thích. Mới là lạ. Đường truy nịnh nhìn một chút thẩm tư đình, thẩm tư đình cũng nghiêm mặt. Nàng cười nói. Đồng ngôn vô kỵ, tâm tâm ba ba, không cần thẩn trương. Thẩm tư đình ngước mắt nhìn thê tử, nơi này quá ồn, chúng ta trước đưa tâm tâm trở về phòng đi ngủ. Đường tri nịnh cười, tốt. Ngoài cửa sổ, tuyết hậu sơ tể, dương quang sáng lạng. Trong phòng, một phái náo nhiệt, yêu thương nồng đậm, hạnh phúc cũng đem kéo dài. Tác giả có lời muốn nói. Viết đến nơi đây chính văn cũng kém không nhiều kết thúc. Phi ngoại ta suy nghĩ lại một chút, đại ca, lạc lạc, hoặc là đơn độc mở ngắn. Lời muốn nói nhiều lắm, Cảm ơn các ngươi đối ta bao dung, năm nay trạng thái thật không tốt, thậm chí là không muốn viết văn. Đương nhiên cũng có vui vẻ sự tình, mạng mạng nuôi một con mèo. Cũng hy vọng các ngươi đều có thể thật vui vẻ, thuận trôi chảy liền. Chương 67 Rơi vào ta tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hứa lạc lạc lần thứ nhất nhìn thấy đồng trạch dai, năm đó nàng mới 14 tuổi, chính vào sơ tam, cách thi cấp 3 còn có 4 tháng thời gian. Của nàng học tập không phải rất tốt, sơ tam phần sau học kỳ lại chuyển tới trường học mới, thành tích càng là rất xuống ngàn trường. Đương nhiên, khi đó cũng không ai để ý của nàng học tập. Chỉ cần nàng không nháo ra đại sự, hoác gia cũng sẽ không bạc đãi của nàng, dù sao mẹ của nàng đã là hoác diệu đời thứ hai thê tử. Hứa lạc lạc mẫu thân hứa di là cái đại mỹ nhân, đáng tiếc mỹ nhân lần thứ nhất hôn nhân gã sai người, cùng chồng trước ly hôn lúc, hai người triệt để vạch mặt, hứa di trực tiếp giúp hứa lạc lạc đổi họ thị. Chẳng ai ngờ rằng hứa di có thế gã tiếng hoác gia, đại khái nàng là hoác diệu chân ái. Hứa lạc lạc cũng không nghĩ tới nàng ma ma sẽ đem nàng mang vào hoác gia, nguyên lai tưởng rằng ma ma sẽ đem nàng ném cho bà ngoại nhà đâu. Hứa di đối nàng không đủ thân cận, nhưng là kinh tế bên trên chưa từng có bạc đãi quá hứa lạc lạc. Đem đến hoác gia trước, Hứa Di cùng hứa lạc lạc nói qua một lần. Ngươi đi theo ta quá khứ, về sau đổi giọng gọi hắn ba ba. Hứa lạc lạc cắn môi không nói chuyện. Nghe lời. Hứa Di nhìn xem nàng, lờ mờ tại nữ nhi trên thân thấy được chính mình lúc trước ảnh tử. Về sau ngươi phải thật tốt đi theo Hoác Vân học tập. Hoác Vân là Hoác Diệu cùng vợ trước sinh nữ nhi, so hứa lạc lạc đại 2 tuổi, tại trường trung học phụ thuộc độc cao nhị, học giỏi, dung mạo xinh đẹp, các phương diện đều là số một số hai. Đối với, hứa lạc lạc tới nói thật sự là theo không kịp. Hứa lạc lạc cảm thấy nàng còn cùng học không được hoác vân, có thế nàng vẫn là nghe mẹ lời nói. Ma ma, ta đã biết. Hứa di gật gật đầu, nàng đem hứa lạc lạc mang vào hoác gia, cũng là có của nàng tư tâm. Dù sao vòng tầng không đồng dạng, nàng hy vọng nữ nhi tầm mắt có thế cao chút, về sau tìm có tiền có thế gia đình gả, không muốn giống nàng, lúc còn trẻ đầu óc không rõ ràng, bị cái gọi là tình yêu mê hoặc. Sơ Tam học sinh áp lực tự nhiên lớn, nhất là nhất trung này trường học, trên cơ bản đều là muốn bên trên bảng khu tốt nhất cao trung. Vòng thứ nhất kỳ thi thử, Hứa Lạc Lạc thi một cái niên cấp đếm ngược thứ 10. Nàng cầm phiếu điểm, vô lực cục xuống bàn. Còn muốn cho gia trưởng ký tên. Phiền quá à. Ngồi cùng bàn Thạch Thanh Hòa gặp nàng tâm tình kiềm chế, chủ động cùng nàng trò chuyện. Hứa lạc lạc, ngươi là vừa mới chuyển đến, các ngươi cái kia học cùng chúng ta lại không quá đồng dạng, từ từ sẽ đến nha. Ngươi không biết chúng ta kỳ thi thử so thi cấp 3 khó nhiều. Hứa lạc lạc ngồi xuống, nhận lấy ngồi cùng bàn thiện ý. Ta biết, lần sau ta thi toàn quốc tốt. Thạch Thanh Hòa phụ mẫu đều là cao giáo giáo sư, thành tích học tập một mực ổn định tại niên cấp trước ba. Chủ nhiệm lớp cũng là nhìn hoắt da mặt mũi cho hứa lạc lạc an bài thạch thanh hòa làm ngồi cùng bàn. Ngươi nếu là nơi nào không hiểu, ta có thể dạy ngươi. Hứa lạc lạc cười, hồi lâu đến nay phát ra từ thật lòng dáng tươi cười. Cám ơn ngươi, chính là sợ chậm trễ thời gian của ngươi. Cũng là sẽ không chậm trễ thời gian, ta coi như lại ôn tập một chút. Kỳ thật nàng không ôn tập cũng không quan hệ, nàng hiện tại đã tự học đến cao trung nội dung. Tốt, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm hứa lạc lạc khác không có tiền tiêu vặt rất nhiều hứa lạc lạc ngươi muốn mời khách a à, cái kia mang ta lên chứ sao ngồi tại hứa lạc lạc phía sau chu dương mở miệng nói hứa lạc lạc quay đầu tốt lại nhìn chu dương ngồi cùng bàn phó hân cùng nàng đồng dạng cũng là niên cấp đếm ngược nàng căn cứ hữu hảo chung đụng thiện ý hỏi phó hân đồng học ngươi có muốn hay không cùng nhau Vừa mới nói xong, Thạch Thanh Hòa cùng Chu Dương Biểu Lộ đều là biến đổi. Phó Hân khóe miệng mỉm cười, ăn cơm. Chúc mừng cuộc thi lần này. Ngươi đếm ngược thứ 10, ta đếm ngược thứ 9. Không quan hệ a, à, lần sau chúng ta thi toàn quốc tốt. Hứa Lạc Lạc tự nhiên nói, ta trở về điều tra thêm phụ cận có cái gì ăn ngon, định tốt sẽ nói cho các ngươi biết a. À. Thạch Thanh Hòa nuốt một cái ít hầu, Hứa Lạc Lạc, ta muốn đi phòng rửa tay cùng đi chứ. Hứa lạc lạc đứng lên, từ trong túi sách xuất ra một bao màu vàng giấy ăn, phía trên còn in đáng yêu con vịt nhỏ. Các nàng vừa đi, Chu Dương không được tự nhiên. Đáng tiếc hắn là nam sinh A, à, không thể cùng các nàng cùng đi phòng rửa tay. Chu Dương không biết ngồi cùng bàn phó hân vừa mới có ý tứ gì, hắn sẽ không đi đi. Giáo bá mới không để ý tới bọn hắn đâu. Phó hân mở miệng, nàng tên gọi là gì? Cái gì từ cái gì rơi? Chu Dương làm một chút trả lời. Không phải từ, là hứa, hứa tiên hứa, gọi hứa lạc lạc. Phó Hân quét mắt nhìn hắn một cái, Chu Dương thần kinh siết chặt. Ta không có chế dẻo ngươi ý tứ. Phó Hân lạnh a à một tiếng. Chu Dương chậm rãi hướng bên cạnh dời 2 cm, cùng Phó Hân ngồi cùng bàn 3 năm, hắn vẫn là sợ đâu. Giáo bá lúc trước đánh nhau đem người đánh nằm viện tháng 3 cuối cùng phó gia dùng tiền giải quyết hắn còn muốn thật tốt đi học đâu đi phòng rửa tay trên đường thạch thanh hòa đem phó hân nội tình đều nói cho hứa lạc lạc hứa lạc lạc sững sờ có hung tàn như vậy sao nhìn không ra a à, phó đồng học dáng dấp thật đẹp mắt soái chỉ là bề ngoài không phải lớp chúng ta vì cái gì không ai truy hắn a à, ai muốn tìm cái vũ lực giá trị đầy tràn bạn trai a à? hứa lạc lạc mặt mặt hiện tại tìm bạn trai cũng quá sớm đi. Thạch Thanh Hòa Ngươi nói đúng. Tóm lại, cách phó đại thiếu xa một chút. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không cùng chúng ta ăn cơm chung. Ân. Ừ. Ta cũng cảm thấy. Hai người vui vẻ rộn ràng từ phòng rửa tay trở về, hữu nghị lại tới gần một bước. Tối về, hoác gia bàn ăn bên trên, ngoại trừ hoác diệu trưởng tử hoác ngôn triết không tại, tất cả mọi người tại. Hoắc Vân lúc này mới tham gia trận đấu lại cầm thưởng, lấy nàng trình độ, trên cơ bản có thể cử đi đại học. Bất quá nàng không nghĩ cử đi, nghĩ chính mình thi. Hứa Di cười, Vân Nhi thật sự là thông minh, Lạc Lạc ngươi muốn hướng tỷ tỷ học tập. Hoắc phụ một mặt kiêu ngạo, Lạc Lạc có cái gì không hiểu quay đầu lại hỏi hỏi ngươi Vân tỷ tỷ. Hoắc Vân câu lên một vòng cười, nhìn xem vị muội muội này. Có thể a. Hứa Lạc Lạc thẳng đến gật đầu. Nàng cái kia khó coi thành tích, quên đi, đánh chết nàng, nàng đều sẽ không tìm Hoắc Vân." Hoắc phụ nói. Đồng Trạch giai lần này không có tham gia trận đấu. Hoắc Vân thở dài một hơi, hắn a à chướng mắt những này tranh tài. Hoắc phụ cười cười, ngươi không cần coi hắn là địch nhân của ngươi, giữa bạn học chung lớp muốn ôn hòa chút. Ta mới không có coi hắn là địch nhân, chỉ là có chút không cam tâm. Làm sao có ít người cũng không cố gắng? liền có thể dễ dàng đạt được thành tích tốt. Hoắc Vân tức giận không thôi. Điểm ấy hứa lạc lạc phi thường tán thành. Xem ra cái này gọi đồng trạch giai đồng học rất lợi hại mà. Ăn xong cơm tối, hứa lạc lạc đem phiếu điểm cho hứa di, ma ma, lão sư nhường gia trưởng ký tên. Hứa di xem xét, ngữ khí cũng thay đổi. Ngươi thành tích này kém như vậy. Nàng đọc sách lúc thành tích cũng có thể sắp xếp lớp học cấp trước 10, nàng ba ba càng là học bá làm sao sinh ra nữ nhi học tập kém như vậy hứa lạc lạc yểu xìu yểu xìu cũng không giải thích ngươi dạng này làm sao thi sư đại trường trung học phụ thuộc có thể lên khác cao trung ánh mắt của ngươi có thể hay không thả cao điểm tốt trường học hoàn cảnh là không đồng dạng hứa di ký tên ngày mai ta cho ngươi tìm gia giáo về sau thứ bảy cuối tuần ngươi ngay tại nhà học tập cũng là đừng đi hứa lạc lạc khẽ cắn môi cuối tuần này ta hẹn đồng học nghĩ mời bọn họ ăn cơm là ta ngồi cùng bàn nàng nói muốn giúp ta phụ đạo hứa di gật đầu vậy cũng không sai đi thôi quay đầu ta cho ngươi thêm hai ngàn khối nhớ kỹ mang đồng học đi tốt phòng ăn ăn cơm cảm ơn mama đi thôi hứa di trước kia không có quan tâm quá nữ nhi học tập nàng thật không hiểu rõ chồng trước là thế nào phụ đạo nữ nhi học tập vẫn để ý khoa trạng nguyên đâu chờ đến cuối tuần hứa lạc lạc cùng thạch thanh hòa chu dương ba người đi một nhà tiệm lẩu chu dương sớm liền đi xếp hàng chờ hắn hai mua xong trà sữa tới ba người bắt đầu gọi món ăn chu dương nói hứa lạc lạc lần này người nhà ngươi không nói ngươi đi hứa lạc lạc hít một hơi trà sữa mẹ ta tìm cho ta phụ đạo lão sư về sau thứ bảy cuối tuần ta phải ở nhà học tập. Thành tích đi lên liền tốt, nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo." Thạch Thanh Hòa cổ vũ nói. Hứa Lạc Lạc lên tiếng. Chu Dương lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Tỷ tỷ ngươi không phải thật lợi hại sao?" "Ngươi sẽ không hỏi nàng a." À. Hứa Lạc Lạc yên lặng. "Làm sao ngươi biết nhà ta có tỷ tỷ?" Chu Dương nắm tóc, "Ta nghe người khác nói." Hoắc Vân trước kia cũng tại trường học của chúng ta đọc sách, nàng được công nhận giáo hoa. Bây giờ còn có người chú ý tin tức của nàng đâu. Thạch Thanh Hòa nói. Ngươi nếu là đem những này tâm tư tiêu vào học tập bên trên, ta cam đoan ngươi còn có thể tiến bộ 50 tên. 50 tên sao đủ A, ta phải thi đến niên cấp 50 người đứng đầu. Thật sự là giỏng dạc. Bất quá, tất cả mọi người cười. Hứa lạc lạc nói tỷ tỷ của ta nàng cao nhị rất bận, đoạn thời gian trước vừa mới tham gia trận đấu đi. Đúng, các ngươi biết đồng trạch giai sao? Biết. Làm sao không biết? Chu Dương một mặt kích động, ta còn cùng hắn đánh qua bóng rổ đâu. Hứa lạc lạc. Hắn rất lợi hại. Chu Dương. Ngươi chỉ phương diện kia. Hứa lạc lạc. Học tập. Chu Dương. Người ta là học bá. Mỗi lần khảo thí cơ hồ đều là thứ nhất, ngẫu nhiên thứ hai. Ai, đồng trạch gia thật sự là tốt số, đồng gia cùng hoắc gia tương xứng, hết lần này tới lần khác đồng trạch gia dáng dấp đẹp trai, thành tích còn tốt. Để chúng ta những người bình thường này sống thế nào a, à, chí ít nhường hắn xấu xí một điểm, hoặc là thấp một điểm nha. Ông trời thật quá không công bằng. Thạch Thanh Hòa cười cười, ăn thịt đi, nói không chừng ngươi còn có thể dài cao một điểm hứa lạc lạc giống như chu dương hâm mộ đồng trạch giai hoắc vân dạng này người bây giờ nàng ma ma cố gắng muốn đem nàng bồi dưỡng thành hoắc vân như thế hứa lạc lạc cũng là bất đắc dĩ không thôi một cái cuối tuần hoắc vân gọi điện thoại tới nàng đem tuyên truyền sách bỏ ở nhà để cho người ta cho nàng đưa đi cuối cùng việc này bị hứa lạc lạc cho tiếp hoắc vân cuối tuần bình thường đều sẽ cùng đồng học ra ngoài không giới hạn tại học tập còn có rất nhiều công ích hoạt động Hứa Lạc Lạc đón xe đi vào khoa học kỹ thuật vườn, cho Hoắc Vân gọi điện thoại. Hoắc Vân, tại sao là ngươi? Hứa Lạc Lạc, a di có chút việc, ta vừa vặn không có việc gì. Hoắc Vân, ngươi đến hai tầng đại sảnh tới. Cúp điện thoại, nàng nói với bạn học, ta ra ngoài cầm thứ gì, các ngươi trước bố trí đi. Hứa Lạc Lạc đi vào hai tầng, xa xa nhìn thấy mười mấy mặt trường trung học phụ thuộc đồng phục học sinh cấp 3. Hoắc Vân hướng phía nàng đi tới, tiếp nhận tuyên truyền sách. Vất vả ngươi. Không khách khí. Hứa lạc lạc có chút hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không chủ động nói ra lưu lại nhìn xem. Vậy ta về nhà. Hoắc Vân cũng là hào phóng, đã tới, liền theo chúng ta xem một chút đi. Hứa lạc lạc hai mắt tỏa sáng, đa tạ tỷ tỷ. Hoắc Vân biểu môi, xoay người lại. Hứa lạc lạc an tĩnh đãi ở một bên, có đôi khi còn có thể giúp đỡ chuyện nhỏ. Nàng cũng không thế nào nói chuyện, nhưng là dáng vẻ ngọt ngào, những cái kia học sinh cấp 3 coi nàng là thành tiểu muội muội, đối nàng cũng ôn hòa. Đồng trạch dai, những này tuyên truyền đơn, chúng ta quá khứ phát một chút. Hoắc vân thanh âm truyền đến. Hứa lạc lạc ngẩng đầu nhìn sang, chỉ gặp một cái nam sinh, vóc dáng rất cao, mặt mày thanh xa, cả người có chút lạnh lùng, đại khái liền là học bá cao lãnh đặc tính đi đồng trạch giai cầm qua một nửa tuyên truyền sách, vừa muốn đi, đột nhiên có hai nữ sinh chạy tới. Học trưởng, vất vả, uống chén trà sữa. Đồng trạch giai trong tay bị lấp một cốc trà sữa. Hứa lạc lạc chỉ ngây ngốc mà nhìn xem. Học sinh cấp 3 đều trực tiếp như vậy sao? Đồng trạch giai nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua trong tay trà sữa, khóe miệng giật giật, quay người lúc, gặp có người nhìn chầm chầm hắn. Hắn nhìn về phía hứa lạc lạc hứa lạc lạc bị người bắt bao chính, ánh mắt tả hữu né tránh. Nàng chỉ là trùng hợp thấy được mà thôi, trước công chúng, cũng không phải không thể nhìn. Một bên Hoắc Vân gặp đồng trạch gia nhìn xem hứa lạc lạc, nàng mở miệng nói. Ta mẹ kế nữ nhi, tới giúp ta tặng đồ. Đồng trạch gia nghĩ nghĩ, cho nàng uống đi. Hoắc Vân. Cái gì? Đồng trạch gia đi qua, một chữ đều không nói, đem trà sữa đưa cho hứa lạc lạc hứa lạc lạc có chút chần chờ, cho ta không. Đồng trạch dai gật đầu một cái, xoay người đi phát tuyên truyền đơn. Hứa lạc lạc bưng lấy nóng hầm hập trà sữa, không rõ ràng cho lắm. Đồng trạch dai làm sao lại đem trà sữa cho nàng uống. Đợi nàng chóng mặt về đến nhà, nhìn thấy mình trong kính, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Nàng hôm nay mặc màu trắng liền mũ suýt tơ, suýt tơ chính diện viết vài cái chữ to. Rất muốn uống trà sữa tác giả có lời muốn nói. Lạc lạc phiên ngoại tới, ta mập tới rồi. Chương 68 Tấu chương mới thêm một nửa đổi mới. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 68 -2. Hứa lạc lạc phát hiện quá muộn, cứ việc hiện tại đồng trạch dai không ở trước mặt nàng, nàng vẫn là đỏ mặt. Chờ đi phòng ăn lúc ăn cơm, hứa di hỏi một câu, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Phát sốt rồi. Không có thanh âm của nàng buồn buồn, đại khái là nóng. Hứa Di nhìn xem nàng, quay đầu dẫn ngươi đi mua một chút quần áo, ngươi này xuyên như thế. Nàng có chút ghét bỏ nữ nhi ăn mặc, đến cùng quá theo nàng tính tình. Ta bình thường đi học đều mặc đồng phục, không cần mua cái gì quần áo. Cũng không thể mỗi ngày mặc đồng phục đi. Trong giáo phục quần áo cũng phải mua. Buổi tối, Hoắc Diệu cùng Hoắc Vân đều chưa có trở về, Hai mẹ con ăn cơm cũng không có quy củ nhiều như vậy, Hứa Lạc Lạc buông lỏng không ít, dù sao cùng Hoắc Diệu cùng nhau ăn cơm, nàng vẫn có chút áp lực. Chính mình dù sao cùng Hoắc gia không có một chút quan hệ máu mủ, tại người ta ăn không ở không, tiểu cô nương có chút không muốn người biết tự tôn. Hứa Lạc Lạc uống cạn sạch đồng trạch dai cái kia cốc trà sữa, lúc này không có gì khẩu vị, ăn không nhiều. Hứa Di nhíu nhíu mày, người bây giờ lớn thân thể, phải ăn nhiều một điểm không phải về sau cùng đậu giá đổ đồng dạng mới sẽ không ta giống mama ta hội trưởng cao dáng người cũng sẽ biến tốt tiểu cô nương gia cũng thích chân diện nữ sinh cùng lớp có đã mặc vào hung y nàng ngược lại là còn không có biến hóa vẫn luôn là vượng tử bánh bao nhỏ bất quá nàng biết nàng mama gián người rất tốt chính mình hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào sơ tam sinh hoạt khẩn trương lại không thú vị thời gian trôi qua cũng rất nhanh một tuần lại một tuần. Hứa Lạc Lạc chậm rãi dung nhập cái lớp này, thành tích của nàng cũng có chút tiến bộ. Đương nhiên cách thi đổ trường trung học phụ thuộc vẫn còn có chút chênh lệch. Thạch Thanh Hòa, cuối tuần cùng đi trường trung học phụ thuộc nhìn bóng rổ tranh tài. Hàng trước nữ đồng học hào hứng chạy tới. Thạch Thanh Hòa nói thẳng. Trận bóng rổ. Xem ai. Đồng trạch giai a. Nữ đồng học gọi một xa xa, khí chất thành thục. Rất biết cách ăn mặc chính mình. Thạch Thanh Hòa không có hứng thú. Đi mà. Ngươi không đi ai mang bọn ta đi gặp đồng trạch dai. Ta cùng hắn cũng không quen. Có thế cha mẹ ngươi cùng cha mẹ của hắn quen à, dù sao cũng so chúng ta tốt à, Van cầu ngươi á. Mục xa xa làm nũng, hứa lạc lạc cũng đi đi, nhiều người náo nhiệt. Đi xem đồng trạch dai tranh tài, có thể chứ. Ánh mắt của nàng sáng lên thạch thanh hòa bị một sa sa lắc hoa mắt vậy liền cùng đi chứ nói xong không muốn mang thứ gì miễn cho xấu hổ biết rồi một sa sa cười hì hì đi thạch thanh hòa nhìn xem hứa lạc lạc ngươi nếu là không nghĩ đi không cần miễn cưỡng hứa lạc lạc không miễn cưỡng thạch thanh hòa ngược lại là sửng sốt một chút ngươi không cần học bù hứa lạc lạc thở dài ta cùng mẹ ta nói một chút liền nói đi trường trung học phụ thuộc Thải Phong. Thạch Thanh Hòa phốc một tiếng cười, ngươi tại sao không nói đi trường trung học phụ thuộc hấp thụ tinh hoa, để ngươi thi cấp 3 vượt xa bình thường phát huy. Hứa lạc lạc vẻ mặt thành thật, lý do này không sai. Đêm đó, nàng trở về liền cùng hứa di nói việc này. Hứa di gật gật đầu, ngươi đi trường trung học phụ thuộc đi dạo cũng tốt, có mục tiêu liền muốn cố gắng. Ma ma, ta biết. Về sau Hoắc Diệu biết kế nữ cuối tuần muốn đi trường trung học phụ thuộc, cố ý dặn dò Hoắc Vân chiếu cố một chút hứa lạc lạc. Hứa lạc lạc trong lòng rất cảm tạ Hoắc Diệu. Cám ơn ba ba. Nàng sớm đã đổi giọng, nhưng là trong lòng luôn luôn đừng nặng. Hoắc Vân đối hứa lạc lạc tâm tính rất bình thường, lớp chúng ta ngày đó có tranh tài, chờ tranh tài kết thúc, ta mang ngươi đi dạo. Hứa lạc lạc gật gật đầu, khóe miệng uống lên dáng tươi cười, đa tạ tỷ tỷ. Chờ đến ngày ấy, hứa lạc lạc cùng đồng học cùng nhau tại trường trung học phụ thuộc cửa trường học gặp mặt. Xa xa xem xét, loại trừ nàng cùng Thạch Thanh Hòa, bạn học khác đều mặc bên trên Mỹ Mỹ váy. Thạch Thanh Hòa gặp hứa lạc lạc áo thun cùng quần bò phối hợp, nàng lôi kéo của nàng tay, các nàng quả nhiên là một loại người, cho nên mới có thể trở thành bằng hữu. Chúng ta cùng các nàng không đồng dạng. Một xa xa còn lấy mái tóc cho cuốn, thành thục rất nhiều. Hứa lạc lạc nhìn xem nàng, ngươi tóc này ngày mai chủ nhiệm lớp sẽ nói đi. Mục xa xa cười, đây là duy nhất một lần, ta trở về gội đầu liền tốt. Hứa lạc lạc, ngươi thật đơn thuần. Hứa lạc lạc thẹn thùng, nàng còn không biết những thứ này. Mục xa xa nhìn đồng hồ, chúng ta nhanh đi sân bóng rổ, đi trễ liền không có vị trí tốt. Kết quả chờ các nàng đến thời điểm, vị trí tốt sớm đã bị trường trung học phụ thuộc giọng nữ chiếm lĩnh. Một xa xa không hài lòng, cách thật xa, đều thấy không rõ. Một cái khác nữ sinh nói: Đúng vậy a, à, ta còn mang theo nước, một hồi làm sao đưa qua a. À? Hứa lạc lạc khép mắt nhìn xem trong tràng, trường trung học phụ thuộc phần cứng điều kiện thật sự là tốt, nơi này đều gặp phải chuyên nghiệp tranh tài dùng. Khó trách mẫu thân nhường nàng nhất định phải lên trường trung học phụ thuộc đâu. Ai ai ai, mau nhìn, đồng trạch dai đến rồi hứa lạc lạc nhanh chóng quay đầu nhìn bốn phía xa xa nhìn thấy hắn mặc màu trắng quần áo chơi bóng đi tới ân vẫn là rất xoái. của nàng tâm bịch bịch nhảy dựng lên ngô lần trước cái kia cốc trà sữa cũng rất tốt uống nữ sinh kia là ai a à, cùng đồng trạch giai quan hệ thế nào a à? hứa lạc lạc xem xét là Hoắc vân tại nói chuyện với đồng trạch giai khi là Hoắc vân Hoắc gia nhị tiểu thư đồng trạch giai thanh mai trúc mã mục sa sa không phải thanh mai trúc mã đi chỉ là nhận biết mà thôi ngươi liền không hiểu ngươi gặp qua mấy cái nói chuyện với đồng trạch giai nữ sinh ta cảm thấy hai người bọn họ rất xứng vô luận là gia thế vẫn là ngoại hình mục sa sa không cảm thấy hứa lạc lạc nhìn kỹ cũng là tán thành lại xem xét nàng cũng không thấy được ngày ấy nàng nhìn một trận tranh tài, ánh mắt của nàng một mực đi theo nam sinh kia, nhìn xem hắn hăng hái dáng vẻ, nhìn xem nam sinh chạy, ở đây vung lên phủ xuống mồ hôi. Hứa lạc lạc có một cái thuộc về nàng bí mật nhỏ của mình. Nàng thích một cái gọi đồng trạch dai cao nhị nam sinh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một xa xa ước lấy mấy cái nữ đồng học cùng nhau muốn đi, ngẫu nhiên gặp đồng trạch dai, hứa lạc lạc may mắn được mời. Thạch Thanh Hòa bồi tiếp nàng, không có chuyện gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hứa lạc lạc hỏi ngươi biết đồng trạch giai thạch thanh hòa biết rất nhiều nữ sinh đều ngưỡng mộ trong lòng đồng trạch giai nàng trả lời ngươi chớ để cho đồng trạch giai bề ngoài lừa gạt hắn mặc dù học giỏi đầu não tốt học bá bên trong khác loại hứa lạc lạc không hiểu có ý tứ gì thạch thanh hòa thở dài hắn mới cao nhị liền đã có bạn gái mà lại không chỉ một nhiệm kỳ Hứa Lạc Lạc trợn mắt hốc mồm. "Lão sư mặc kệ sao? Trường học mặc kệ sao? Trường trung học phụ thuộc phong cách học tập không phải rất phù hợp sao?" Thạch Thanh Hòa nghe nàng một kiện như thế lớn, cười nói, "Lại không ảnh hưởng hắn học tập, lão sư đều mở con mắt từ từ nhắm hai mắt." "Hứa Lạc Lạc, cái kia một xa xa bọn hắn không biết." "Thạch Thanh Hòa, các nàng đều coi là đồng trạch giai độc thân đâu." Hứa Lạc Lạc làm sao ngươi biết đồng trạch giai sự tình? Thạch Thanh Hòa. Hắn hiện tại bạn gái là ta biểu tỷ. Hứa lạc lạc. Sao có thể yêu sớm? Còn không có 18 tuổi đâu. Trường học mặc kệ, gia trưởng cũng mặc kệ sao? Thạch Thanh Hòa. Ngồi cùng bàn thật tốt. Ngoan A. À. Đang khi nói chuyện, một xa xa đã vọt tới đồng trạch giai trước mặt, học trưởng vất vả, đây là chúng ta mua nước đồng trạch dai có chút buồn cười, cảm ơn. Ta không khác. Phía sau hắn nam sinh đi theo ồn ào, chúng ta uống. Cám ơn A, à, học muội nhóm. Các ngươi là cao nhất. Mục xa xa trả lời. Chúng ta là ít bên trong, là đồng học trưởng sơ trung học muội. Đồng trạch dai trên mặt ánh mắt quét qua mà đi, mang theo vài phần thanh lãnh. Ta đi thay quần áo. Mục xa xa tiếp tục nói. Học trưởng, chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi. Tháng 9, chúng ta liền sẽ đến trường trung học phụ thuộc đọc sách. Đồng trạch dai lại lời gì cũng chưa có trở về nàng. Hiện trường có chút xấu hổ. Hứa lạc lạc cùng thạch thanh hòa hận không thể lập tức ẩn thân. Hứa lạc lạc. Ngươi chạy tới đây làm cái gì? Hoắc vân trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Hứa lạc lạc có loại bị bắt bao bối rối, ta cùng đồng học tùy tiện đi một chút hoắc vân nhìn xem tình hình của hiện trường khóe miệng vểnh lên một vòng ý cười thì ra là thế hoắc vân này tiểu học muội là gì của ngươi a à? có nam sinh hỏi muội muội ta nàng chỉ nói một nửa cũng không giới thiệu hứa lạc lạc thật sự là thân phận đi thôi ta hiện tại không sao mang đến đi trường học đi dạo một vòng không cần một hồi ta cùng bạn học ta cùng nhau đi dạo Ngươi đồng học các nàng đều tới qua rất nhiều lần. Hoắc Vân nhìn xem nàng, ý kia chính là muốn mang nàng đi. Hứa Lạc Lạc có chút ấy nấy, vậy ta đi trước. Thứ hai gặp. Hai người vừa đi, đội bóng rổ người cũng lục tục ngo ngoe đi phòng thay quần áo. Mọi người vừa đi vừa nói nói. Hoắc Vân muội muội dáng dấp rất thanh thuần a, biểu muội sao? Là nàng mẹ kế mang tới nữ nhi. Khó trách một điểm không giống ta nói lên hồi hoạt động đồng trạch giai đem trà sữa cho người ta tiểu cô nương đâu nguyên lai like là nhận biết a à. đồng trạch giai nghe được hắn lời nói giật một vòng cười lúc ấy hắn cũng chỉ là tùy tiện cho dù sao đem thật tốt một cốc trà sữa ném đi rất lãng phí ta đi về trước hắn chào hỏi một tiếng mang theo đồ vật liền đi đồng trạch giai đi xuống lầu vừa tới cửa hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc là hoác vân Hắn dừng bước lại. "Ngươi không phải đến tham quan trường học của chúng ta. Ngươi là đến xem trận bóng rổ." Hứa Lạc Lạc, "Ngươi đang nói dối." Hoắc Vân từ trước đến nay chán ghét loại này kẻ hai mặt, nàng cảm thấy Hứa Lạc Lạc là tại trước mặt cha mẹ trang ngoan. Hứa Lạc Lạc cắn môi, "Thật xin lỗi, lớp chúng ta đồng học hẹn cùng đi nhìn trận bóng rổ, cho nên Cho nên ngươi mới gạt ta ba ba, lừa ngươi ma ma." Hoắc Vân giễu cợt ngươi là nghĩ đến xem ai chơi bóng rổ hứa lạc lạc hai gò má nóng hổi không có người nào là đồng trạch dai đi hoắc vân nói thẳng hứa lạc lạc ngươi mới bao nhiêu lớn tâm tư không cần tại học tập bên trên ngược lại là ngươi cùng ngươi những bạn học kia đồng dạng làm chuyện gì còn tốt ngươi không có hướng ngươi đồng học làm như vậy ra mất mặt sự tình ta khuyên ngươi vẫn là đem tâm tư dùng tại học tập bên trên không nên đến thời điểm nhường hoắc gia giúp ngươi tìm quan hệ đọc trường trung học phụ thuộc. Hứa lạc lạc hai tay nắm chặt, cảm giác bị người ấn vào vũng bùng bên trong, hô hấp không khoái. Bạn học ta. Bạn học ta nàng rất đáng yêu, rất chân thành, thích một người không có cái gì mất mặt. Hoắc Vân cười lạnh, thật không nghĩ tới ngươi như thế biết nói chuyện. Ta hiện tại ngược lại là tò mò, hứa lạc lạc chân thực ngươi đến cùng là dạng gì đồng trạch dai không có hứng thú nghe người khác nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới hai người này nâng lên chính mình. Hắn hắn giọng, đẩy cửa ra, đi ra. Hoắc vân cao mày, tại sao là ngươi? Đồng trạch dai có chút không kiên nhẫn, các ngươi đàm việt tư không thể tìm một chỗ. Hoắc vân, ai cần ngươi lo? Đồng trạch dai lười nhác cùng nàng lại nói cái gì, hắn nhanh chân đi về phía trước, dư quan từ trên thân hứa lạc lạc xẹt qua nữ hài tử cúi đầu, lộ ra trắng nõn cổ, hắn chỉ nhìn quá gò má của nàng một góc. Hắn có chút ngừng mấy giây, đột nhiên hỏi. Ngươi phạm vào cái gì sai? Hứa lạc lạc kiếp sợ ngẩng đầu, cái gì? Đồng trạch dai giật một chút khóe miệng, cuối tuần cùng đồng học ra nhìn trận trận bóng rổ, không có gì ghê gớm lắm. Ý kia liền là hoác vân nhỏ nói thành to. Hứa lạc lạc giật giật khóe miệng, thuận hắn lại nói xuống dưới, đúng thế không có gì lớn. Nàng bỗng nhiên cười. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương bổ xong. Chương 69 Rơi vào ta tâm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trận đấu bóng rổ kia về sau, Hoắc Vân cũng không tiếp tục nghĩ phản ứng hứa lạc lạc. Ở trong mắt nàng, hứa lạc lạc tuổi còn nhỏ tâm cơ rất sâu. Cũng may hai người một cái đọc cao nhị, một cái đọc sơ tam, gặp nhau vốn là ít, tăng thêm trong nước việc học nặng nề, hai người có thế giao lưu cơ hội cũng không nhiều. Hứa lạc lạc dáng dấp ngọt, trên người có loại cổ điển đẹp, điểm ấy ngược lại là di truyền hứa di. Sơ tam sau cùng sinh hoạt, khẩn trương lại bận rộn. Tại hơn một tháng cố gắng dưới, hứa lạc lạc học tập rốt cục có tiến bộ. Lần thứ hai đề thi chung, nàng tiến bộ 80 tên, cuối cùng không phải lớp đếm ngược. Thạch Thanh Hòa nhìn một chút của nàng các cửa thành tích, ngươi là vật lý kéo phân. Mỗi lần bên trên sông vật lý khóa, ta đều rơi vào trong sương mù. Hứa lạc lạc cũng rất nhức đầu. Mỗi người đều có mình am hiểu địa phương, có đôi khi thật không thể miễn cưỡng. Ngươi lần này đã tiến bộ rất lớn, không ngừng cố gắng. Thế nhưng là ta cách sư đại trường trung học phụ thuộc còn có rất lớn khoảng cách A. Hứa lạc lạc nặng nề mà thở dài một hơi. Cách đồng trạch dai càng là không biết hắn về sau sẽ ở trong nước học đại học, vẫn là xuất ngoại học đại học đâu. Hắn học tập tốt như vậy, về sau nhất định có thể bên trên Thanh Bắc A. Thanh Bắc A, nàng chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại. Phía sau Chu Dương thở dài một hơi, hai người các ngươi tốt, ta nhưng thảm, ta rút lui 79 tên. Thạch Thanh Hòa quay đầu, ai bảo ngươi không hảo hảo ôn tập, lúc này còn chơi game, ngươi nếu là còn có thể tiến bộ, đó mới là không công bằng. Vừa mới nói xong, Phó Hân tháo xuống tai nghe, ồn ào quá. Thạch Thanh Hòa hơi bối rối, đây là tan học thời gian nghỉ ngơi. Còn không cho phép người nói chuyện. Ngươi là giáo bá, ngươi liền có thể bá đạo như vậy. Phó Hân nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía hứa lạc lạc, lần trước ngươi nói mời khách, lúc nào. Hứa lạc lạc ngây ngẩn cả người, ta mời qua. Mời qua. Hắn lặp lại ba chữ này, các ngươi ba không có gọi ta hứa lạc lạc khẽ gật đầu một cái phó hân hừ một tiếng hứa lạc lạc vội vàng nói ta cho là ngươi sẽ không nguyện ý tới cho nên liền không có bảo ngươi ngươi cho rằng ai nói ta không nguyện ý hắn quay đầu nhìn chu dương ngươi sao chu dương lắc đầu liên tục không phải ta hứa lạc lạc cắn cắn môi ai nghĩ đến giáo bá còn để ý việc này a à, chẳng lẽ là cảm thấy mình bị xem nhẹ rồi nếu không cuối tuần này ta mời ngươi phó hân lãnh đạm đáp ứng nhà ai cửa hàng thạch thanh hòa chu dương một mặt chấn kinh lại phi thường đồng tình hứa lạc lạc ta nghe nói trường trung học phụ thuộc có nhà tiệm lẩu ăn cực kỳ ngon nếu không chúng ta đi nơi nào phó hân có thể hứa lạc lạc chu dương thanh hòa các ngươi cũng tới đi. Chu Dương, ta cuối tuần có việc, ta đại cô nãi 80 tuổi sinh nhật, ta tới không được a, à, thật có lỗi a. À. Thạch Thanh Hòa cũng không muốn cùng Phó Hân ăn cơm, ta cuối tuần muốn học tập. Phó Hân đưa tay vỗ bàn một cái, ta cũng chán ghét ăn cơm quá nhiều người. Hứa lạc lạc. vậy được rồi. Phó Hân, quay đầu ta đem địa chỉ phát cho ngươi a. À. Phó Hân, tốt một bên chu dương cái cầm đều muốn kinh điệu. Ngồi cùng bàn, đây là thế nào? Đổi linh hồn. Làm sao cùng biến thành người khác giống như? Bất kể như thế nào, hắn là sẽ không đi ăn lẩu, cuối tuần sinh hoạt nhất định phải thật vui vẻ, cùng giáo bá ăn cơm, đây không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Đến cuối tuần, hứa lạc lạc đang muốn lúc ra cửa, hoắc vân cũng tại. Lại muốn ra ngoài. Hứa lạc lạc trả lời cùng đồng học cùng nhau ăn cơm. Hoắc Vân nở nụ cười, không cần cùng ta giải thích, chính ngươi làm cái gì tự mình biết liền tốt. Hứa lạc lạc miếm miếm khóe miệng, tỷ tỷ, ta biết lần trước ta có làm chỗ không đúng. Ta cùng Hoắc gia không thân chẳng quen, ta ở tại nhà các ngươi, ta không muốn để cho ba ba mama ma hao tâm tổn trí. Ba ba, Hoắc Vân ngữ khí có chút buồn vô cớ, hứa lạc lạc, ngươi thật sự là nhu thuận. Ba ba kêu thân thiết như vậy. Hứa lạc lạc sắc mặt đỏ bừng, ta. Ta đi trước. Hứa lạc lạc sớm nửa canh giờ sau đến tiệm lẩu, nàng cầm thực đơn, nhìn kỹ một lần, không biết phó hân khẩu vị. Nàng cầm bút chì, thỉnh thoảng nhìn xem cửa chính. Chính là cơm trưa thời gian, người từng đợt từng đợt tiến đến. Chờ đến 11 điểm 50, phó hân người còn chưa tới. Nàng nghĩ, chẳng lẽ phó hân thả nàng bồ câu rồi. Hứa lạc lạc một tay nâng cầm lên, nghĩ thầm nàng đợi thêm 20 phút, Phó Hân lại không đến, nàng chỉ có một người ăn. Đúng vào lúc này, đi vào cửa bốn năm người. Hứa lạc lạc liếc mắt liền thấy được đồng trạch dai. Hắn mặc áo sơ mi quần đen, khí chất rác rác. Không nghĩ tới vậy mà lại tại tiệm lẩu gặp phải hắn. Về khoảng cách lần gặp gỡ đã hai hai ngày. Đồng trạch dai, bên cạnh có tiểu mỹ nữ nhìn chầm chầm vào theo ngươi thì sao? Đồng Trạch giai mỹ nữ bên cạnh ngược lại là nhìn thoáng qua, có phải hay không các ngươi trường học. Đồng Trạch giai lúc này mới nhìn sang, Hoắc Vân muội muội. Lớp các ngươi Hoắc Vân còn có muội muội. Một cái khác đồng hành người giải thích nói. Nàng mẹ kế mang tới. U, nàng làm sao một người a? À? Hứa Lạc Lạc bị bọn hắn dò xét, nàng chột dạ uống nước, lại nhìn xem thực đơn. Phó Hân còn chưa tới. Đến rồi. Phó Hân nhanh chân đi đến, ngồi đối diện hắn. Kỳ thật hắn là theo chân đồng trạch dai đám người kia phía sau, chỉ là nàng không có chú ý tới mà thôi. Hai người tương đối ngồi, nhất thời không nói chuyện. Bên cạnh bàn tán phím nói đùa, vô cùng náo nhiệt, liền bọn hắn bàn này nhìn nhau không nói gì, lãnh lãnh thanh thanh. Hứa lạc lạc nuốt một cái ít hầu, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị đấy nồi. Phó Hân Tùy tiện hứa lạc lạc muộn thanh muộn khí không có tùy tiện khẩu vị phó hân thẳng tắp nhìn xem nàng hứa lạc lạc lập tức nói ra vậy liền uyên ương nồi đi một bên cây một bên cà chua vị ngươi thích ăn cái gì ngươi xem một chút thực đơn thích ăn cái gì câu một chút phó hân lấy tới vung tay lên câu mấy thứ lại đưa cho nàng ngươi lại điểm điểm hứa lạc lạc xem xét ngươi cũng thích ăn thịt bò a à? Mao đổ ta cũng thích, vịt lưỡi ta cũng thích đâu. Phó Hân, miệng của chúng ta vị rất giống. Phó Hân nghe nàng thanh âm liếu riếu, nghĩ thầm, tiệm lẩu chẳng phải những này ăn sao? Nàng là địa phương nào tới? Cái gì thông tới? Này trước kia chưa ăn qua nồi lẩu sao? Bên kia, đồng trạch giai bàn kia vừa vặn liền đối hứa lạc lạc một bàn. Hiện tại sơ trung học sinh thật sự là ghê gớm, tuổi còn nhỏ, liền yêu đương lão sư đều mặc kệ quản mà. Này cần nhờ không lên cao trung làm sao bây giờ? Nào đó nam sinh một mặt nghiêm túc nói. Lăng ngươi nha. Nói cái gì chó má lời nói. Ngươi là người ta ba ba A, quản được sao? Đồng trạch dai bạn gái cười cười, cũng có người Việt học, cảm tình hai không lầm. Ta xem bọn hắn hai chưa chắc là yêu đương. Đồng trạch dai nói. Đối diện nam sinh kia là phó hơn cái kia ma tinh a khoác vân muội muội vậy mà cùng ma tinh cùng nhau ăn lẩu đồng trạch giai nói bọn hắn hẳn là bạn học cùng lớp cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có gì đừng để ý tới bọn hắn hứa lạc lạc vừa ăn nồi lẩu một bên cũng quan sát đến đồng trạch giai bên kia động tĩnh. của nàng tiểu động tác phó hơn nhìn ở trong mắt ngươi biết bàn kia người hứa lạc lạc kém chút bị trong mồm viên thuốc nghẹn lại không biết vậy ngươi lão xem bọn hắn. Phó Hân nhíu mày. Ta nơi nào lão nhìn. Hứa lạc lạc bất mãn. Xem bọn hắn so nhìn ta nhiều. Phó Hân trả lời. Ngươi có cái gì đẹp mắt, chúng ta một tuần năm sáu ngày đều có thể gặp mặt, ta tại sao muốn nhìn ngươi. Hứa lạc lạc khẩn trương lúc, nói chuyện ngữ tốc đều tăng nhanh. Ngươi biết đồng trạch dai. Phó Hân hỏi. Hứa lạc lạc trong nháy mắt tựa như xì hơi khí cầu hắn là tỷ tỷ ta bạn học cùng lớp, chúng ta gặp qua một lần. Ờ. Phó Hân ý vị thâm trường trở về một chữ. Lần trước ta bồi một xa xa các nàng cùng đi xem quá bọn hắn trận bóng rổ, đồng trạch dai bóng rổ đánh cho rất tốt. Nữ sinh đều thích bóng rổ đánh tốt nam sinh. Phó Hân đột nhiên hỏi. Hứa lạc lạc. Không nhất định đi. Ha ha, ta cũng không rõ lắm. Cái kia ngươi ăn no chưa? chúng ta nếu không đi thôi. Còn không có no, thêm chút đi đồ ăn đi. Phó Hân vất vất tay, đưa tới phục vụ viên. Hứa lạc lạc chỉ có thể kiên trì bồi ăn. Kết quả chờ đồng trạch giai bàn kia đã ăn xong, hai người bọn hắn còn không có ăn xong. Hứa lạc lạc an tĩnh nhìn xem Phó Hân, giáo bá tính cách quả nhiên có chút duy ta độc tôn. Khó trách Chu Dương cùng Thạch Thanh Hòa cũng không nguyện ý cùng hắn ăn cơm đâu. Phó Hân hỏi, ăn no chưa? Ân. Ừ. Ngươi ăn no rồi. Phó Hân gật đầu một cái. Hứa lạc lạc khóe miệng dơ lên một vòng cười, rốt cục đã ăn xong. Ta đi mua đơn. Phó Hân. Không cần. Ngữ khí kiên quyết. Hứa lạc lạc. Vậy làm sao có ý tốt? Đã nói ta mời khách. Phó Hân. Vậy liền lần sau ngươi lại mời ta đi. Còn có lần sau nói xong nàng liền hối hận, gặp phó hân sắc mặt lạnh hơn, sợ hắn bạo tính tình muốn đánh người, tốt, ta còn biết một nhà hoành thánh cửa hàng, cũng ăn thật ngon. Phó hân lựa chọn khóe miệng, rồi nói sau. Hứa lạc lạc hô một hơi, ra cửa nàng liền giải phóng. Nhìn xuống nhìn xuống. Hai người cùng ra ngoài, hướng cửa thang máy đi đến. Hết lần này tới lần khác lại gặp được đồng trạch dai, đồng trạch dai mỹ nữ bên cạnh cầm trong tay một cốc trà sữa hứa lạc lạc nhìn thoáng qua, trong lòng có chút hâm mộ. Hắn theo nàng đi mua trà sữa A, một nháy mắt nàng nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Phó Hân hỏi. Đồng trạch dai bên người nữ sinh tựa như là thạch thanh hòa biểu tỷ Muốn đi chào hỏi. Hứa lạc lạc chỉ muốn lập tức quay người từ một con đường khác đi, thế nhưng là đến không vội. Bốn người rốt cục tướng hợp thành. Hứa lạc lạc cúi đầu thật là đúng dịp, đồng trạch dai, vừa mới ta tại tiệm lẩu nhìn thấy ngươi. Phó Hân miễn cưỡng chào hỏi. Ta cũng nhìn thấy ngươi. Gần nhất có thời gian không? Lúc nào cùng nhau đánh cái cầu? Gần nhất không có thời gian, nghỉ hè ngược lại là có thể. Vậy liền nói xong. Hứa lạc lạc một đường trầm mặt, trong lòng là bất ổn. Phó Hân vậy mà cùng đồng trạch giai nhận biết. Chờ về phía sau, đồng trạch giai nói chúng ta còn có việc, đi trước. Hứa lạc lạc nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Phó Hân gật đầu, hẹn hò vui sướng. Lần sau gặp, đồng trạch dai trả lời một câu, ngươi cũng thế. Hứa lạc lạc đột nhiên tới một câu. Chúng ta không phải hẹn hò. Chúng ta chỉ là đồng học. Ngữ khí cứng rắn, đem ba người giật nảy mình. Đồng trạch dai cười khẽ một chút, thật có lỗi, bạn học nhỏ, ta hiểu lầm tác giả có lời muốn nói. Hứa lạc lạc. Làm tức chết, muốn đem người nào đó hành hung một trận. Chương 70 Rơi vào ta tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 74, đồng trạch dai bạn gái mở miệng nói Trạch dai, đi thôi Đồng trạch dai cùng phó hân gật đầu, gặp lại Hai người vừa đi, hứa lạc lạc mặt trầm xuống dưới Cái này cũng có thể hiểu lầm sao Hứa lạc lạc trong lòng tràn đầy tức giận, ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi không hảo hảo học tập dưới ban ngày ban mặt nói chuyện yêu đương. Hừ, bị hiểu lầm cùng ta yêu đương, ngươi còn không cao hứng. Phó hân lạnh như băng mở miệng. Hứa lạc lạc lúc này buồn từ tâm đến, mới không sợ hắn đâu. Ngươi cuộc thi lần này niên cấp xếp hạng đếm ngược, ta so ngươi tốt đi một chút đi, hai cái học cặn bã nói chuyện gì yêu đương. Thế giới này cũng không phải người người đều là học bá, chiếu ngươi nói như vậy, học cặn bã liền không thể yêu đương, kết hôn. Học cặn bã liền không thể tìm học bá a à yêu đương. A, à, ngươi ngược lại là chí hướng cao xa. Ai không muốn thi đổ sư đại trường trung học phụ thuộc a? À? A, à, thi đậu lại như thế nào? Phó Hân tràn đầy kinh thường. Ngươi không hiểu. Hứa Lạc Lạc khẽ thở dài một hơi. Phó Hân không thèm để ý nàng, vẫy tay nhà hắn lái xe xe dừng ở trước mặt hắn đưa ngươi về nhà hứa lạc lạc một mặt hoảng sợ không cần a à, ta tự đánh mình xe trở về liền tốt phó hân cũng không nói chuyện chỉ là nhìn xem nàng hắn một phần trăm tốt tính đều bị sạch sẽ đưa tay kéo một chút hứa lạc lạc đuôi ngựa uy tính tình của ngươi thật không tốt hứa lạc lạc vội vàng lui ra phía sau một bước phó hân chúng ta vẫn là bảo trì một điểm cự tuyệt miễn cho bị hiểu lầm ta không muốn bị mời gia trưởng ngươi biết gia đình ta đặc thù đặc thù cái rắm không phải liền là tái hôn gây dựng lại gia đình hắn cha đều cưới ba cái lão bà đi về đến nhà phát cái tin tức cho ta ngươi nếu như bị lừa bán ta còn muốn phụ trách đâu yên tâm thứ hai gặp hứa lạc lạc nhất chân đi phó hân lên xe xe chậm rãi tiến lên hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ hứa lạc lạc chậm rãi đi tới, giống con ốc sên. Vương thúc thúc, ta rất làm cho người ta chán ghét sao. Sao lại thế? Lái xe cố gắng nghĩ đến tìm từ, dung mạo ngươi lại xoái, lại có tiền, là nữ hài tử thích loại hình. Phó Hân. Lời này quá giả. Thi cấp 3 sắp đến, thời gian một ngày một ngày trải qua, tất cả mọi người đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu thi cấp 3. Đảo mắt đến tháng 6. Ai, chỉ chớp mắt chúng ta liền muốn tốt nghiệp thời gian cực nhanh a à. chu dương cố ý kéo dài ngữ điệu ta không nỡ bỏ ngươi nhóm phó hân cầm xuống tai nghe quét mắt nhìn hắn một cái thật sao cái kia đến cao trung chúng ta tiếp tục ngồi ngồi cùng bàn chu dương hàng trước thạch thanh hòa cùng hứa lạc lạc đều nghe được hai người nhìn nhau cười một tiếng chu dương phó hân ngươi cũng chuẩn bị thượng sư đại trường trung học phụ thuộc A, ta cho là ngươi sẽ xuất ngoại đâu. Phó Hân lên tiếng. Phó gia là chuẩn bị tiễn hắn xuất ngoại, nhưng là hắn cũng thích cùng bọn hắn làm trái lại. Lưu lại trong nước cũng rất tốt. Thạch Thanh Hòa cũng quay đầu, cái kia có ý tứ, nói không chừng chúng ta còn có thể phân một lớp đâu. Hứa lạc lạc thở dài một hơi, ta cũng nhất định có thế thi được. Phó Hân ngước mắt nhìn nàng, hoác gia sẽ an bài tốt, Ngươi lo lắng cái gì? Chu Dương. Liền là A, à, hứa lạc lạc, ngươi đừng mù khẩn trương, vạn nhất ngươi khảo thí lúc vượt xa bình thường phát huy đâu. Hứa lạc lạc. Là muốn như vậy, ta liền ăn chay một năm. Phó Hân cười khẽ, gầy cùng giống như con khỉ, người khác còn tưởng rằng ngươi là học sinh tiểu học, ngươi cũng đừng ăn chay. Hứa lạc lạc mặt đỏ lên, ai nói ta giống học sinh tiểu học? Ta hiện tại 161 mấy tháng này trong bất tri bất giác nàng cao lớn 2 cm chu dương tranh thủ thời gian thuận phó hân mà nói liền là a à, hứa lạc lạc ngươi ăn nhiều một chút đi hứa lạc lạc cắn răng nàng ăn rất nhiều thật sao phó hân lại cười trong năm đó thi hứa lạc lạc đến cùng không có đạt tới sư đại trường trung học phụ thuộc phân số bất quá nàng cũng thi ra nàng từ trước tới nay tốt nhất điểm số như phó hân lời nói Hoác gia vẫn là để nàng đi thượng sư đại trường trung học phụ thuộc. Hoác diệu còn khen nàng vài câu, lạc lạc tiến bộ rất lớn. Hứa di nói. Đến cao trung càng phải học tập cho giỏi, không muốn cô phụ cha ngươi kỳ vọng, muốn hướng ca ca, tỷ tỷ học tập. Biết. Hứa lạc lạc trả lời. Có thể lên sư đại trường trung học phụ thuộc, nàng cũng không có vui vẻ như vậy. Một năm này nghỉ hè, Hứa Lạc Lạc một mực tại nhà chuẩn bị bài cao trung sách giáo khoa. Hoắc Vân đi một chuyến nước Mỹ, hai người không thấy mặt, cũng là riêng phần mình nhẹ nhõm. Trước khi vào học, Thạch Thanh Hòa ước Hứa Lạc Lạc gặp mặt đi mua văn phòng phẩm cùng sách tham khảo. Hứa Lạc Lạc, nếu là chúng ta còn có thể một lớp liền tốt. Thạch Thanh Hòa học giỏi, bị phân đến lớp chọn. Thạch Thanh Hòa, dù sao đều tại một cái học tập, chúng ta còn có thể chạm mặt còn tốt, ngươi cùng Phó Hân phân đến một lớp, hắn cái kia người lạnh là lạnh một chút, bất quá cũng không ghét. Phó Hân cùng ta một lớp. Hắn không có nói cho ngươi. Hứa Lạc Lạc lắc đầu. Thạch Thanh Hòa hoảng hốt, ta cho là hắn đối ngươi. Đoán chừng hắn quên đi. Hứa Lạc Lạc thở dài, ta cũng không muốn cùng hắn một lớp a. Thạch Thanh Hòa cười, nhập gia tùy tục. Hai người một bên trò chuyện thiên, một bên chọn văn phòng phẩm nữ hài tử đối xinh đẹp bút, vỡ luôn luôn không có sức miễn dịch, hai người đều mua một bao đồ vật. Thạch Thanh Hòa đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta còn phải đi mua phần lễ vật, cuối tuần ta biểu tỷ sinh nhật. Ngươi biểu tỷ, Đồng trạch dai bạn gái cái kia sao? Ngươi làm sao thông minh như vậy? Đồng trạch dai sẽ đi sao? Hẳn là sẽ không. Hứa lạc lạc không có lại nói tiếp, chờ khai giảng sau, hắn cũng cao tam thầm mến thật sự là kỳ diệu vừa khổ lại ngọt liên tiếp nghe được tên của hắn nhịp tim đều sẽ không hiểu tăng tốc muốn gặp hắn lại không dám gặp hắn hứa lạc lạc thường xuyên đang nghĩ nàng làm sao lại thích đồng trạch giai cái kia hoa tâm nam đâu nàng cũng không biết trường trung học phụ thuộc chính thức khai giảng ngày đầu tiên hứa lạc lạc trong đám người thấy được đồng trạch giai hắn cũng mặc đồng phục hết lần này tới lần khác còn nhìn rất đẹp hứa lạc lạc cảm khái, đồng trạch dai hẳn là cái kia loại trời sinh mang theo ánh sáng vòng người. Đồng trạch dai tự hồ là phát giác được có ánh mắt đang nhìn chính mình, hắn vô ý thức hướng phía trước xem xét, liền nhìn thấy hứa lạc lạc. Nữ hài tử giống con thỏ con bị giật mình, vội vàng dời ánh mắt, trong lúc bối rối lại đạp phía sau chân. Bị dẫm người chính là phó hân, hắn không cao hứng giật giật hứa lạc lạc đuôi ngựa, động tác rất nhẹ. Đồng trạch dai xem ai đâu cao nhất tân sinh ta nghe nói này khóa học muội dáng dấp không bằng hiện tại cao nhị học muội a ai nói ta hôm nay còn gặp được một cái cao nhất học muội tên gọi là gì ta nghe người ta gọi nàng hứa lạc lạc dáng dấp rất xinh đẹp nhìn xem có chút manh chỉ là có chút gầy chờ ngươi lần sau gặp được liền biết đồng trạch dai nghe xong chưa phát giác cười một tiếng manh hắn thật không có cảm giác được hứa lạc lạc cùng phó hân tại cao nhất sáu bang nghe truyền nghe bang này cá nhân liên quan tặc nhiều chủ nhiệm lớp thái côn cũng rất nhức đầu khai giảng ngày đầu tiên tuyển bang cán bộ đều mấy nguyện ý cuối cùng hắn đành phải điểm danh ngẫu nhiên an bài hứa lạc lạc bị điểm trúng làm ủy viên văn nghệ hứa lạc lạc nàng không muốn làm thế nhưng là nàng cũng không tiện cùng chủ nhiệm lớp nói còn tốt Ủy viên văn nghệ trên cơ bản không có việc gì. Hứa Lạc Lạc không biết, trường trung học phụ thuộc hàng năm đều có một trận văn nghệ hội diễn, còn có Tết Nguyên đáng tiệc tối, ngược lại thời điểm đều cần ủy viên văn nghệ. Cao nhất học tập vẫn khẩn trương như cũ, có thể lên trường trung học phụ thuộc hài tử 95% đều là đầu não thông minh, học giỏi, còn lại 5% đại học cũng không cần buồn. Hứa Lạc Lạc hạ quyết định cao trung 3 năm, nàng nhất định phải cố gắng một chút đang cố gắng nhất định phải thi đổ 985, 211 danh giáo, đương nhiên, thanh bắc nàng vẫn là không dám nghĩ. Tháng 9 hạ tuần, trường trung học phụ thuộc nên đón mỗi năm một lần đại hội thể dục thể thao, toàn trường thầy trò đều muốn tham gia, bao quát hiệu trưởng. Đương nhiên cao tam học sinh không cần miễn cưỡng, muốn tham gia liền tham gia, không nghĩ tham gia ngay tại lớp học tự học. Ban 6 thể dục vĩ cầm bản biểu, nữ sinh 400m tiếp sức, còn kém hai người, xin nhờ. Các nữ thần, giúp một chút đi. Cái nào nữ thần đồng ý giúp đỡ? Ta. Ngươi kiểu gì? Lấy thân báo đáp A, thể ủy. Cúc cúc. Thể ủy mặt đỏ rần, hắn đứng tại hứa lạc lạc bên cạnh. Hứa lạc lạc, ngươi báo cái tên đi, giúp ta một chút. Quay đầu văn nghệ biểu diễn, ta ủng hộ ngươi. Ô ô u. Bên cạnh mấy cái nam sinh đều hống lên. Hứa lạc lạc nghĩ nghĩ, đi vậy ta báo danh. Ta tốc độ bình thường. Không có việc gì. Nặng tại tham dự sao? Thể ủy nghĩ thầm, hoa khôi lớp một cái hạng mục đều không có báo, quá không ra gì. Ta cũng báo danh đi. Hứa lạc lạc ngồi cùng bàn chu nhã yến nói. Cảm ơn các nữ thần. Ta một hồi đi mua trà sữa. Chúng ta cũng muốn. Mấy cái nam sinh lại dụ dỗ nói. Thể ủy quay đầu, các ngươi không xứng. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Phó Hân nhìn xem hắn. Hắn nuốt một cái ít hầu, "Phó Hân, ngươi muốn uống ta đi mua." Hứa Lạc Lạc nhịn không được ý cười, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. "Thể ủy thật sự là quá đáng yêu, nhân cao mã đại, làm sao đối mặt Phó Hân tựa như tiểu tức phụ đâu." Phó Hân trừng mắt một chút Hứa Lạc Lạc, "Ta không uống." "Vậy ta mua cho ngươi nước." "Thể ủy do do dự dự." nhăn nhăn nhó nhó, phó hân, nếu không ngươi cũng báo cái tranh tài đi. Nhìn, thể ủy người ta cũng là có đầu não. Phó hân không có cự tuyệt, còn có cái gì hạng mục, ngươi tùy tiện báo đi. Thể ủy kém chút khóc, thật tốt. Cảm ơn ngươi. Ô ô ô, quá cảm động, giáo bá quả nhiên bá khí. Rốt cục có người đến cùng hắn chia sẻ. Hắn thật muốn cho hắn một cái ôm. Thế nhưng là hắn không dám vậy sau này hứa lạc lạc mỗi ngày đều ước hẹn lấy thạch thanh hòa đi thao trường chạy hai vòng thạch thanh hòa đánh giá nàng lạc lạc ngươi có phải hay không lại cao lớn rồi hứa lạc lạc ngược lại là không có chú ý quay đầu ta đi đo hạ nàng đè ép thanh âm ta hiện tại xuyên bê cúp nội y giọng nói mang vẻ một điểm nhỏ nhảy cẩn thạch thanh hòa cố nén cười ngươi cũng đừng lo lắng bằng vào ta cảm giác thân hình của ngươi sẽ không kém ngươi chính là quá gầy ngực mới không có trưởng thành hứa lạc lạc đỏ mặt chúng ta lại chạy một vòng thạch thanh hòa trêu ghẹo nàng ngươi đây là muốn cầm hạng nhất a hứa lạc lạc ta nếu là cầm thứ nhất mời ngươi ăn cơm tốt vậy ta liền tiếp tục bồi chạy hứa lạc lạc trở lại lớp học nghe được mấy cái nữ đồng học ngay tại nói chuyện phím. ta vẫn là cảm thấy phó hơn đẹp trai hơn lãnh khóc lãnh khóc Hứa Lạc Lạc, ngươi cùng Phó Hân trước kia là đồng học, Phó Hân có cái gì yêu thích sao? Hứa Lạc Lạc vừa ngồi xuống, liền bị đặt câu hỏi. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn thích đi ngủ. Nữ đồng học một mặt không tin. Xem ra ngươi cùng hắn không quen. Hứa Lạc Lạc cười cười. Phó Hân đề danh Giáo Thảo, ngươi nhớ kỹ quay đầu cho hắn ném cái phiếu. Chúng ta cao nhất muốn cho cao nhất bỏ phiếu. Giáo Thảo đúng a, à, ngươi xem một chút, hiện tại số phiếu cao nhất là đồng trạch dai, phó hơn ngược lại là thứ nhất. Hứa lạc lạc lấy điện thoại di động ra, tìm được bỏ phiếu. quả nhiên, tại vị thứ nhất là đồng trạch giai. đồng trạch gia nhân khí cao như vậy. Hứa lạc lạc thật sâu cảm khái. kia là đương nhiên. dáng dấp đẹp trai, thành tích tốt, gia thế tốt, ai không thích? Hứa lạc lạc trầm mặt, thích hắn rất nhiều người có thế hắn vĩnh viễn sẽ không biết tên của các nàng. Hứa lạc lạc, tranh thủ thời gian bỏ phiếu A, chúng ta muốn giúp phó hơn. Hứa lạc lạc đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống đến một tên sau cùng, phó hơn 98 phiếu, đồng trạch dai 1998 phiếu, làm sao kém nhiều như vậy? Nàng điểm ném phó hơn một phiếu. Phó hơn nếu là biết mình một tên sau cùng, có phải hay không muốn chọc giận chết rồi? Hắn như vậy thích sĩ diện. Nghe nói lần này đồng trạch dai cũng tham gia 1.500m tranh tài, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn. Ta sẽ dẫn máy ảnh tới, đến lúc đó nhiều chụp chút ảnh chụp. Hứa lạc lạc một tay nâng cầm lên, nhìn ngoài cửa sổ. Hy vọng đại hội thể dục thể thao đến nhanh một chút đi. Nàng có chút muốn gặp hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cao trung rất ngắn, lấy lạc lạc thầm mến làm chủ, nhưng là cũng là tại cao nhất đồng trạch giai biết hứa lạc lạc thích hắn cám ơn các ngươi nha lạc lạc cố sự ta sẽ nghiêm túc viết xong mua trời lạnh chú ý giữ ấm